Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 190. Kỳ Bi Thiên nheo mắt lại. Nàng kia đã đến trình độ nào? Nữ tử váy trắng liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói. Giết ta không cần tới ba kiếm. Trong nháy mắt, ở đó hoàn toàn im. Lặng. Sau một lúc lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng. Ta phải đi. Đi đâu? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói. Đi tìm hai người ta khác, mọi người nên gặp mặt rồi. Nếu không, sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội mất. Bảo trọng. Nói xong, nữ tử váy trắng trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa phía chân trời mịt mờ. Kỳ Bỉ Thiên nhìn mảnh tinh không này thật lâu không nói lời nào. Bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nằm ở trên phi thăng đài, ở xung quanh phi thăng đài là đám người Tô Thanh Thi, còn có đám đại yêu Tiểu Long. Nhìn Dương Diệp trên phi thăng đài, sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Mà ở trước mặt Dương Diệp là Tiểu Bạch vừa phóng ra các loại linh khí vừa khóc, nàng khóc rất thương tâm, giống như sông lớn vỡ đê vậy. Mọi người nhìn thấy cũng rất đau lòng. Có Hồng Mông tử khí cùng với linh khí đặc biệt của Tiểu Bạch, vết thương trên người Dương Diệp bắt đầu dần dần khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Tô Thanh Thi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt những đại yêu kia cũng nhẹ nhõm. Bọn họ ở cùng Dương Diệp lâu như vậy, dù sao vẫn có cảm tình. Qua khoảng một giờ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy đầu tiên là một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi lên gương mặt của Dương Diệp và tuét miệng cười. Dương Diệp mỉm cười, sau đó đứng dậy. Hắn liếc nhìn xung quanh, khi thấy từng gương mặt quen thuộc, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạng. Dương Diệp khẽ nói, mọi người đều đang ở đây. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, đám người Tô Thanh Thi lại khóc. Trước đó, khi Dương Diệp xông về phía Diêm Quân cùng người thần bí, không có người nào có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lòng các nàng lúc đó. Giây phút đó, trái tim các nàng cũng muốn ngừng đập. Dương Diệp đứng lên, hắn ôm từng người, ngay cả đám đại yêu Tiểu Long cũng không buông tha. Giây phút khi hắn lựa chọn cái chết, hắn phát hiện ra những người trước mắt này quan trọng với hắn tới mức nào. Ngay trong một khắc đó, mọi suy nghĩ của hắn đều biến mất, không phải là không muốn điều gì cả, mà là suy nghĩ tất cả cũng cố gắng hết khả năng. Giây phút đó, hắn không chỉ đạt tới kiếm đạo sinh tử, còn đạt tới kiếm đạo vô tình. Vô tình không phải là tuyệt tình mà vô tình vì tình. Kiếm đạo có tình, cũng bao hàm vô tình. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, trên bả vai hắn là Tiểu Bạch đang nằm ngủ. Bây giờ Tiểu Bạch không rời khỏi Dương Diệp một khắc. Cho dù ngủ cũng muốn ngủ ở trên vai Dương Diệp. Đối với điều này, Dương Diệp có một chút bất đắc dĩ, đương nhiên phần nhiều chính là đau lòng. Tiểu tử này thật sự lo lắng cho hắn. Nàng đã mất đi Nhị Nha, nếu như mất đi hắn, nàng sẽ suy sụp mất. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Tú liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngủ say, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiếp theo có tính toán gì không? Dương Diệp lắc đầu. Đi bước nào xem bước đó thôi. Thiên Tú khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ đã đạt được đỉnh phong của vũ trụ ba chiều này, có thể nói, muốn giết ngươi thì có khả năng phải có hai ba người có thể làm được. Tuy nhiên ngươi không nên đánh giá thấp Diêm Quân cùng người thần bí. Hai người kia rất không đơn giản. Dương Diệp gật đầu, trước đó tiếp xúc cùng hai người kia, cho dù là lần cuối cùng, hắn vẫn có thể cảm nhận được hai người kia tuyệt đối chưa lấy ra hết tất cả sức lực. Bọn họ vẫn đang che giấu. Hắn biết hai người kia cuối cùng đều không xem hắn trở thành đối thủ lớn nhất, không phải đối phương khinh thường hắn, mà là nữ tử trên đám mây kia quá mạnh mẽ. Nữ nhân trên đám mây. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn không trung, nữ tử kia rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Chúng ta phải đi thôi. Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Tú. Đi đâu? Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Theo chúng ta suy đoán, không quan tâm nữ tử kia cuối cùng muốn làm gì, chắc cũng sắp đến lúc rồi. Hai chúng ta phải tranh thủ đi tìm một vật. Vật gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Diệp. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, thân thể nàng chậm rãi bay lên không trung, khi nàng cao hơn Dương Diệp một cái đầu mới dừng lại, vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp. Ngươi gặp nạn. Ta sẽ lập tức có mặt. Nói xong,
nàng xoay người cùng Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Trên đám mây nơi nào đó, nữ tử nhìn bàn cờ trước mắt, khóe miệng mang theo ý cười, ở giữa ngón trỏ phải cùng ngón giữa của nàng có một quân cờ không ngừng xoay tròn. Lúc này, một cái bóng ngồi ở đối diện nàng. Nữ tử cầm quân cờ và hạ xuống. Ta muốn vũ trụ ba chiều chết. 10 ngày, trong vòng 10 ngày, vũ trụ ba chiều không thể có tồn tại sống sót, ngươi có thể làm được sao? Cái bóng kia im lặng trong chớp mắt, sau đó lắc đầu. Nữ tử vung tay phải lên, hành đạo kiếm trên bàn cờ đột nhiên biến mất, trong phút chốc, ở vũ trụ 4 chiều, một thanh kiếm từ trong không trung xuất hiện, sau đó hạ xuống tòa thành lơ lửng giữa không trung. Trên không trung của tòa thành đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đen. Lúc này, kiếm trực tiếp hạ xuống. Màn ánh sáng khủng khiếp kia trực tiếp nổ tung ra, vỡ vụn dễ dàng như trở bàn tay vậy. Trên đám mây, trước bàn cờ, cái bóng đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Vì sao ngươi không tự mình động thủ? Nữ tử liếc nhìn cái bóng. Biết ta là đạo gì không? Không đợi cái bóng trả lời, khóe miệng nàng hơi cong lên. Đạo sinh tử, một ý niệm lên sẽ là muôn sông nghìn núi, một ý niệm diệt, thương hải tang điền. Cái trước, ta đã làm được. Nói xong, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh thần thụ, mắt nhìn xuống bên dưới và khẽ nói. Chúng sinh, tế đạo ta. Đạo sinh tử. Trên đám mây đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhưng trong vũ trụ 4 chiều này, hành đạo kiếm chậm rãi rơi xuống trên không trung của thành lơ lửng trên bầu trời. Kiếm mạnh mẽ tới mức làm cho toàn bộ không gian trong thiên địa đều biến dạng. Bên trong thành, rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu nhìn thanh kiếm. Kia! Thanh kiếm này làm cho tất cả cường giả bên trong thành gần như bị tuyệt vọng. Lại là nữ nhân kia. Một ít cường giả lớn tuổi nhận được. Thanh kiếm kia, năm đó khi vũ trụ 4 chiều chuẩn bị cắn nuốt vũ trụ 3 chiều, chính là nữ nhân kia một người một kiếm đi tới vũ trụ 4 chiều. Người chưa trải qua trận chiến năm đó sẽ không biết nữ tử kia khủng khiếp tới mức nào. Dưới một kiếm không người nào có thể ngăn cản. Mà chính là thanh kiếm này ép cho vũ trụ 4 chiều 100 triệu năm cũng không thở nổi. Mà bây giờ, thanh kiếm kia lại xuất hiện. Khi hành đạo kiếm sắp rơi vào tòa thành lơ lửng trên bầu trời này, trên đám mây, cái bóng đột nhiên nói. Ta đáp ứng. Trên không trung của thành lơ lửng trên bầu trời, hành đạo kiếm đột nhiên dừng lại, nhưng chẳng bao lâu, kiếm đột nhiên chém về phía trong thành. Suy. Một luồng kiếm quang tiến vào trong thành. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một kiếm này ít nhất chém giết chết 1/4 số người trong thành. Trong nháy mắt, các con đường trong thành có máu tươi chảy qua như nước sông. Trên đám mây, cái bóng đột nhiên phát ra một áp lực ngập trời đánh về phía nữ tử kia. Nữ tử tuyệt đối không động đậy, uy áp này vừa qua bàn cờ liền lặng lẽ biến mất, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Nữ tử giơ một quân cờ lên và hạ xuống. Một kiếm kia là trừng phạt ngươi. Cái bóng im lặng một lát, sau đó lại ngồi xuống. Nữ tử cười nói. Ta biết các ngươi muốn giết chết ta, cũng làm một ít chuẩn bị, nói thật, ta có chút chờ mong. Cái bóng không nói gì, nó dần dần trở nên mờ ảo, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, hành đạo kiếm nằm yên trên bàn cờ. Nữ tử cầm lấy kiếm và đi tới trên mảnh đất trống, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Đâm, chọc. Vung, chém, cắt, chém nghiêng. Tất cả đều là một ít kiếm pháp cơ bản, không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại kiếm đạo. Không đến mấy năm, nữ tử này đã lĩnh ngộ ra hàng nghìn hàng vạn kiếm đạo. Lúc này, nàng lại ra một kiếm này là một kiếm đâm thẳng, nhưng lại có ý không chết không dừng. Kiếm đạo sinh tử. Nữ tử đột nhiên thu hồi kiếm, khẽ lắc đầu. So sánh với hắn vẫn thiếu một chút hàm xúc, nhưng điều này là có thể hiểu được, dù sao không có người có thể làm cho ta có lòng quyết sinh tử. Nàng ngồi lại trước bàn cờ, kiếm tự động rơi vào trước bàn cờ. Vạn giới thành. Dương Diệp lặng lẽ trở lại vạn giới thành, chỉ có một mình Đinh Thược Dược biết hắn trở về. Trong mật thất, Đinh Thược Dược khẽ nói. Bên ngoài thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Tình hình không ổn. Cũng không phải hắn bi quan. Mà bây giờ cục diện quả thật không tốt, cho dù là thực lực của hắn bây giờ vẫn cảm giác vũ trụ 3 chiều không có phần thắng nào. Đinh Thược Dược im lặng. Dương Diệp cười nói. Nàng có ý kiến gì không?
Ninh Thược Dược lắc đầu. Không nghĩ ra. Dương Diệp khẽ nói. Dẫn theo người thần tộc đi đi. Nghe vậy, Ninh Thược Dược khẽ run lên. Sau một lát, nàng lắc đầu. Ta đã bỏ ra quá nhiều cho thần tộc rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trước mặt. Lần này, người sống, ta sống, người chết, ta chết. Dương Diệp khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Dương Diệp rời khỏi gian mật thất này và đi tới trong thành, lúc này bầu không khí trong vạn giới thành có vẻ rất áp lực. Tuy vạn giới thành lần hết này tới lần khác gánh vác được áp lực đến từ bên ngoài, nhưng tất cả mọi người biết chuyện còn chưa kết thúc. Cuồng phong bão tố vẫn ở phía sau. Trên đường phố, Dương Diệp chậm rãi đi về phía trước. Cả con đường trống rỗng, chỉ có thỉnh thoảng mới có một hai người xuất hiện, hơn nữa đều vội vàng đi qua như có người đang đuổi theo vậy. Cho dù là vạn giới thành cũng bắt đầu rối loạn. Dương Diệp tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, chỉ có một mình hắn. Muôn dân chăm họ, thiên đạo. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai từ này. Dương Diệp hắn từ đại lục huyền giả tới đây, đó là một thế giới nhỏ, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Trên đường đi tới, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Mà giờ phút này, hắn có cảm giác mạng người không bao nhiêu tiền. Bất kể là đại lục huyền giả hay tiểu thiên thế giới, đại thế giới, linh giới, vĩnh hằng quốc. Những thế giới này, mạng người đều không đáng tiền, bé nhỏ không đáng kể như vậy. Có lẽ hai đại lão nào đó đột nhiên đánh một trận, mạng của tất cả mọi người sẽ không còn. Hai đại lão này không hề thương hại những sinh mạng đó. Trong mắt cường giả, mạng của muôn dân chăm họ tiện như con kiến hôi. Dương Diệp đột nhiên lấy ra quyền kinh thư và mở ra xem. Trong kinh thư có một hàng chữ xuất hiện ở trong mắt hắn. 50 đại đạo, trời diễn ra 49, còn một tránh được. Nhìn tới đây, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày. 50 là viên mãn, trời diễn 49, còn một thoát được, một phần bỏ chạy tức là không viên mãn, thiên mệnh bỏ chạy, nàng vượt ra ngoài mình nhưng vẫn chưa vượt ra ngoài đạo. Người nếu cùng tương hợp thiên đạo, tức là đại đạo viên mãn, đạo chân chính cũng không phải vượt ra ngoài. Còn nữa, nói tới đây, Dương Diệp nhíu chặt chân mày. Còn gì nữa? Hắn dường như cảm nhận được gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt, dần dần, ánh mắt Dương Diệp có chút mờ mịt, lúc này, kiếm tổ đột nhiên ra khỏi vỏ và lơ lửng ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, ở trên không trung của vạn giới thành có một tiếng nổ rất lớn đột nhiên vang lên. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người trong thành đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung của vạn giới thành. Ở đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen rất lớn, trong vòng xoáy màu đen tản ra từng uy áp khủng khiếp cùng khí thế hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người trong vạn giới thành đều cảm nhận được một áp lực chí mạng cùng với cảm giác không thở nổi. Mở trận. Lúc này, trong thành đột nhiên vang lên một giọng nói. Theo tiếng này vang lên, trên không trung của vạn giới thành đột nhiên xuất hiện một vòng sáng rất lớn, vòng sáng tuyệt đối không bao trùm cả vạn giới thành mà chỉ dài rộng trăm trượng. Còn nhỏ hơn so với hố đen kia tới mấy lần. Nhưng ở trong vòng sáng này lại tản ra một khí tức cùng áp lực hoàn toàn không yếu hơn vòng xoáy màu đen. Trên không trung của vạn giới thành, lực lượng vô hình bắt đầu điên cuồng va chạm. Các cường giả mệnh cảnh tập trung ở trong vạn giới điện. Trong chớp mắt nhìn thấy Đinh Thược Dược, Hoang Doanh gần như buột miệng hỏi. Dương huynh đâu? Bây giờ Dương Diệp chính là chỗ dựa của bọn họ. Đinh Thược Dược lắc đầu. Hắn ở trong thành, bây giờ dường như đang ở trong một trạng thái nào đó, các ngươi cố gắng đừng quấy rầy hắn. Nghe vậy, Hoang Doanh cùng mọi người đều gật đầu, tuy bọn họ đều muốn Dương Diệp ở đây, nhưng bọn họ biết rất rõ ràng, kiếm tu có giác ngộ, lúc này làm phiền Dương Diệp là đặc biệt không tốt. Hơn nữa, nếu như Dương Diệp có thu hoạch cũng sẽ có ích lợi cực lớn đối với cả vạn giới thành. Hai tay Đinh Thược Dược khẽ ấn xuống, ra hiệu mọi người bình tĩnh lại. Các vị đừng nên hoảng sợ. Mọi người nhìn về phía Đinh Thược Dược ngồi xuống. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, việc đã đến nước này, chúng ta không có bất kỳ lựa chọn. Tử chiến, đây là đường ra duy nhất của chúng ta. Đương nhiên, nếu như có người muốn chạy trốn thì cứ việc rời đi, ta bảo đảm với các vị, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ, không chỉ chúng ta không làm vậy, Dương Diệp cũng sẽ không làm khó các vị, ta có thể bảo đảm điểm này. Lúc này, một lão giả áo đen đột nhiên đi ra. Ninh cô nương, vẫn nên nói xem đánh như thế nào đi. Một nam tử trung niên gật đầu. Nói thật,
Tất cả mọi người muốn sống, nhưng chúng ta biết rất rõ ràng một điểm, bây giờ bên ngoài có vũ trụ bốn chiều, trên có thiên mệnh, chúng ta có thể sống thế nào? Tham sống sợ chết giống như trước đây sao? Dù sao ta không muốn sống như vậy nữa. Còn nữa, trong thời gian quen biết Dương Tiểu Hữu, ta cuối cùng đã biết được vì sao thực lực của chúng ta không bằng hắn. Bởi vì hắn dám liều mạng, dám đánh. Hắn lắc đầu cười. Lần này, ta không muốn khiếp sợ nữa. Chết thì chết, ít nhất cũng không phải bất bình nữa. Lão già mặc áo bào màu đen này khẽ gật đầu. Những ngày tháng sống bất bình đã quá lâu rồi. Bây giờ ta thật sự không muốn trở lại như trước nữa. Ninh cô nương, Dương Tiểu Hữu không ở đây, cô nương lại có toàn quyền làm chủ. Ninh Thược Dược liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, không ai biểu thị có ý kiến khác. Trong lòng Ninh Thược Dược có chút vui mừng, bởi vì Dương Diệp đã trả quá như vậy cho vạn giới cùng vạn giới thành, nếu như những người này thật sự lựa chọn rời đi, nàng cũng lạnh tâm thay cho Dương Diệp. Thật ra nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu quả thật có người dám rời đi vào lúc này, nàng nhất định sẽ giết đối phương. Cho dù vi phạm nguyên tắc làm người của nàng, cho dù nói không giữ lời, nàng cũng muốn giết đối phương. Dương Diệp trả giá quá nhiều cho một vạn giới thành. Hắn không nên có kết cục này. Ninh Thược Dược nhìn về phía trận lão. Trận pháp có thể chống đỡ bao lâu? Trận lão im lặng. Ninh Thược Dược khẽ nói. Thế nào? Trận lão lắc đầu. Nếu như là vòng xoáy màu đen kia, trận pháp này của ta có thể chống đỡ rất lâu, nhưng, nếu như vũ trụ bốn chiều phát động toàn quân. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngoài điện, rất nhanh. Gần như tất cả cường giả trong điện đều đi ra. Ngoài điện, tất cả cường giả ngẩng đầu nhìn lên, ở trong vòng xoáy màu đen này có một nam tử trung niên đi ra. Diêm Quân. Mỗi lần Diêm Quân bước về phía trước một bước, tất cả trời đất sẽ chấn động mạnh. Lúc này, Diêm Quân lại bước xuống một bước. Răng rắc. Ở trong ánh mắt mọi người, vòng tròn lớn trên không trung của vạn giới thành đột nhiên nứt ra. Trong lòng trận lão hoảng hốt. Phải ngăn cản hắn, gọi Dương thành chủ đi. Theo trận lão vừa dứt lời, kiếm vô địch đột nhiên nói. Đừng quấy rầy hắn, ta thay hắn ngăn cản một lát. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất, thoáng cái, trong đám mây phía chân trời có một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Diêm Quân dừng bước, khi kiếm quang kia đi tới cách hắn một trượng, toàn thân hắn đột nhiên trở nên mờ ảo, rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở sau kiếm quang kia lặng lẽ bị nghiền nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau kiếm quang, cơ thể kiếm vô địch đột nhiên cứng đờ, bởi vì một bàn tay đã bóp lấy cổ họng của hắn từ lúc nào. Đó chính là Diêm Quân. Trong mắt Diêm Quân đầy coi thường. Vũ trụ ba chiều, ngoại trừ nữ tử kia thì tất cả đều là những con chó vô dụng mà thôi. Vừa dứt lời, tay phải hắn hơi dùng sức. Ầm, kiếm vô địch trực tiếp nổ tung ra. Thần hồn cũng bị diệt. Phía chân trời, theo thần hồn của kiếm vô địch bị diệt, phía sau Diêm Quân có từng bóng người chợt hiện. Chỉ trong giây lát, gần 20 đại yêu với hình thể khổng lồ xuất hiện ở trên không trung của vạn giới thành. Ngoài ra còn có gần 30 người khổng lồ phát ra khí tức đều là mệnh cảnh đỉnh phong. Mà sau bọn họ vẫn liên tục có một ít sinh vật thần bí đi ra. Những sinh vật thần bí vài có kẻ là mệnh cảnh, cũng có vài kẻ không phải là mệnh cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sắc mặt tất cả mọi người bên dưới vạn giới thành trắng bệch như tờ giấy. Dốc toàn bộ lực lượng. Vào giờ phút này, bọn họ đã hiểu rõ ý định của vũ trụ bốn chiều. Đây là muốn quyết một trận tử chiến. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người trong vạn giới thành đều cảm thấy nặng nề, trong chớp mắt khi thấy kiếm vô địch bị lập tức giết chết, trong thành đã bắt đầu có chút rối loạn. Sự sợ hãi vô hình giống như ôn dịch cuốn ra cả vạn giới thành. Vì vậy, có vài người đã bắt đầu bỏ chạy ra ngoài thành. Khủng hoảng có lúc có thể khiến cho người ta tử chiến đến cùng, phát ra chiến lực vượt quá bình thường, nhưng cũng có thể lập tức đánh nát phòng tuyến của một người. Trong vạn giới thành, bên cạnh Ninh Thược Dược, Lưu Uyên đột nhiên hỏi. Trong thành à? Ninh Thược Dược lắc đầu. Không quản được. Lưu Uyên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ninh Thược Dược ngẩng đầu nhìn lên. Khắp nơi trong không trung kia đều là cường giả vũ trụ bốn chiều, hơn nữa, trong vòng xoáy màu đen kia vẫn không ngừng có kẻ đi ra. Tuy chỉ có không đến 50 vị mệnh cảnh, nhưng cường giả còn lại thì nhiều vô số. Bọn họ thật sự dốc toàn bộ lực lượng. Ninh Thược Dược khẽ nói.
xuất trận. Trận lão gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Chỉ trong giây lát, vòng sáng rất lớn trên bầu trời đột nhiên chấn động mạnh, rất nhanh liền có rất nhiều chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao, bắn nhanh về phía những cường giả vũ trụ bốn chiều. Diêm Quân bước về phía trước một bước, tay phải hắn chậm rãi vươn ra và nhẹ nhàng ấn xuống. Ầm! Những chùm tia sáng lập tức nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đinh vẻ mặt đám người thực dược bên dưới lại thay đổi, trở nên càng khó coi hơn. Thực lực của Diêm Quân thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Mở trận! Ở đó, giọng nói đinh thực dược vang lên lần nữa. Ầm! Giờ phút này, ở các nơi trong vạn giới đột nhiên xuất hiện từng trận pháp, rất nhanh liền rất nhiều chùm tia sáng ẩn chứa lực lượng khủng khiếp xuyên qua không gian, đi tới trên không trung của vạn giới thành. Vạn giới trận. Đinh Thược Dược trực tiếp khởi động một trận pháp mạnh nhất trong vạn giới thành bây giờ. Mà trong vạn giới thành, một màn ánh sáng màu trắng rất lớn đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng mạnh mẽ phóng lên cao, cộng thêm chùm tia sáng từ vạn giới xuyên tới. Giờ phút này, tất cả đám người của vũ trụ bốn chiều đã bị những chùm tia sáng này vây quanh. Sắc mặt Diêm Quân dẫn đầu không hề thay đổi, hắn tuyệt đối không cứng rắn chống lại những trận pháp này, cho dù hắn có năng lực phá trận, nhưng hắn không muốn lãng phí tinh lực vào trận pháp này. Phải biết rằng ở phía sau vũ trụ ba chiều còn có Dương Diệp, còn có Kỳ Bỉ Thiên, còn có Thiên Tú cùng với ba thiên mệnh kia. Diêm Quân lại. Những cường giả vũ trụ bốn chiều kia cũng ào ào lui về sau vòng xoáy màu đen. Rất nhanh, những chùm tia sáng đi tới trước vòng xoáy màu đen, lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó, từng lực cắn nuốt khủng khiếp đột nhiên từ trong vòng xoáy màu đen này phát ra ngoài. Xuy 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 xuy. Tất cả phía chân trời lập tức vang lên từng tiếng nghiền nát khiến da đầu người ta tê dại. Ở dưới lực cắn nuốt này, những chùm tia sáng bắt đầu bị chôn vùi. Bên dưới, đám người Đinh Thược Dược nhìn cảnh tượng như vậy, sắc mặt trầm như nước. Lại phát trận. Giọng nói Đinh Thược Dược vang lên lần nữa. Lúc này, cả vạn giới thành chấn động mạnh, rất nhanh, một ánh sáng vô hình đột nhiên từ trong vạn giới thành phóng lên cao, chấn động về phía chân trời. Sóng ánh sáng này đi qua nơi nào không gian giống như bị lưỡi dao sắc bén cạo qua, trực tiếp trở nên mờ ảo, vô cùng kinh người. Những chùm tia sáng phía chân trời vừa mất đi. Sóng ánh sáng này mang theo áp lực ngập trời trực tiếp đánh vào trên vòng xoáy màu đen. Trong chớp mắt yên lặng, ầm, một tiếng nổ lớn giống như sấm sét vang vọng ở bên tai mọi người. Ngay sau đó, trên không trung của vạn giới thành trực tiếp biến thành một mảnh tối đen, lại giống như trời sập vậy. Mà ở trong hố đen của không gian tối tăm này, hai lực lượng vẫn tồn tại, vẫn đang không ngừng hủy diệt, cắn nuốt. Ninh Thược Dược nhìn hố đen rất lâu. Đột nhiên nàng xoay người đi về phía cách đó không xa, chỉ trong giây lát, nàng đi tới trước con đường, đối diện với nàng chính là Dương Diệp. Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn thanh kiếm trước mặt và nhíu mày, vẻ mặt có chút giãy giụa, có chút đau khổ, dường như gặp phải chuyện gì khó khăn. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng xoay người khẽ nói. Đi ra! Ninh Thược Dược vừa dứt lời, một đám kiếm tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là những kiếm tu của Cổ Kiếm Tông. Người cầm đầu chính là Cổ Nhiệt. Ninh Thược Dược khẽ nói. Thực lực của các ngươi không đủ để tham gia loại chiến tranh này, ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bây giờ, ta ra lệnh các ngươi rời khỏi vạn giới thành đi tới các giới. Chiến tranh bạo phát, rất nhiều thế lực cùng người phía dưới nhất định sẽ đi ra tranh tiền tài trong lúc chiến tranh, ta cần các ngươi đi tuần tra, trấn áp. Gặp chuyện bất bình là có thể tiền trảm hậu tấu. Cổ Nhiệt liếc nhìn Dương Diệp phía xa và có chút do dự. Ninh Thược Dược khẽ nói. Các ngươi là hy vọng sau này của vũ trụ ba chiều. Một trận chiến này, cường giả mệnh cảnh cũng khó có thể sống sót, cho dù sống sót cũng chắc chắn rất ít, những người trước mắt này chính là tương lai của vũ trụ ba chiều. Bọn họ không thể đều chết ở nơi đây được. Nếu không, văn minh võ đạo của vũ trụ ba chiều có thể sẽ biến mất từ. Nay! Cổ Nhiệt im lặng rất lâu, cuối cùng hắn gật đầu, hắn dẫn theo đám người Lục Vân Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp, các kiếm tu đều quỳ một gối. Cổ Nhiệt nhìn Dương Diệp, khế nói. Tông chủ, bảo trọng. Rất nhanh, đám người Cổ Nhiệt lặng lẽ ra khỏi vạn giới thành. Giống như lời Đinh Thược Dược nói, theo vũ trụ bốn chiều dốc toàn bộ lực lượng, tất cả vũ trụ ba chiều trực tiếp rối loạn.
Cũng không phải tất cả mọi người đều có lòng quyết một trận tử chiến, trong lúc đường cùng này, rất nhiều người sẽ phóng thích ra một mặt tăm tối nhất trong lòng mình. Nếu như lúc này không có ai trấn áp, tất cả vũ trụ ba chiều sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Ninh Thược Dược liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi, trước đại điện, mọi người đều nhìn về phía Đinh Thược Dược khẽ nói. Chúng ta phải tranh thủ một chút thời gian cho hắn. Mọi người gật đầu. Lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên đảo qua trong hố đen không gian tối tăm. Trong không gian tối đen, những lực lượng cuồng bạo trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này quét sạch sẽ. Rất nhanh, hố đen trong không gian tối đen dần dần hồi phục. Diêm Quân dẫn đầu đám cường giả vũ trụ bốn chiều lại xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Đinh Thược Dược. Diêm Quân liếc nhìn đám người Đinh Thược Dược bên dưới. Ta thật sự có chút ngạc nhiên, hôm nay cũng đến mức như vậy mà Dương Diệp còn không đi ra, không đúng, các ngươi dường như đang kéo dài thời gian cho hắn. Đinh Thược Dược không nói nhảm, nàng quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. Mở trận. Lại là một sóng ánh sáng từ trong vạn giới thành phóng lên cao. Khi sóng ánh sáng này lao ra khỏi đám mây, phía chân trời đột nhiên trở nên trong suốt. Ở dưới lực lượng mạnh mẽ này trùng kích, trong cả thiên địa làm người ta có cảm giác không thật. Trong không trung, Diêm Quân nhíu mày. Lần này, hắn không lựa chọn lui lại nữa, bởi vì trận pháp của vòng xoáy màu đen trước đó đã bị phá hủy. Diêm Quân bước về phía trước một bước, tay phải ấn nhẹ về phía trước mặt. Một bàn tay khổng lồ dài đến gần nghìn trượng đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của vạn giới thành, bàn tay khổng lồ trực tiếp hạ xuống, giống như trời sập đánh vào trên sóng ánh sáng kia. Cả trời đất run rẩy, cùng lúc đó, một sóng khí ở phía chân trời kia đột nhiên chấn động ra, sau đó khuếch tán ra. Mà khi sóng ánh sáng cùng bàn tay khổng lồ kia vừa va chạm đã ầm ầm vỡ nát. Phía sau bàn tay khổng lồ, Diêm Quân liên tục lui lại trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Tuy hắn cứng rắn tiếp nhận sóng ánh sáng này, nhưng rõ ràng không phải quá dễ dàng. Diêm Quân nhìn xuống bên dưới, hắn vung tay phải lên. Sau lưng hắn có rất nhiều sinh vật thần bí đột nhiên chạy về phía chân trời. Tất cả đều là cường giả mệnh cảnh cùng sinh vật dưới mệnh cảnh đỉnh phong thật sự đều ở lại trên không trung trong thành. Bên cạnh Đinh Thược Dược, Lưu Uyên trầm giọng nói. Bọn họ muốn xuống tay với vạn giới. Chúng ta có thể có cách đối phó không? Đinh Thược Dược gật đầu. Đã tìm người hỗ trợ. Lưu Uyên liếc nhìn Đinh Thược Dược mà không nói gì. Nhưng sau một lát, nàng lại nói. Nếu như hắn không ra, lòng người sẽ không thể ổn định được. Ninh Thược Dược khẽ nói. Thời gian, chúng ta cần phải có thời gian. Nàng liếc nhìn Hoang Doanh cùng Lưu Uyên. Để cho người dưới mệnh cảnh của hoang tộc và chiến giới rời khỏi nơi này, bảo bọn họ đi đối đầu với những kẻ dưới mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều. Lưu Uyên cùng Hoang Doanh gật đầu, trong vạn giới thành, những người có lực chiến đấu dưới mệnh cảnh gần như đều ra ngoài, sau đó chạy về phía vạn giới. Đột nhiên, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn lên. Một bàn tay rất lớn lại xuất hiện, trực tiếp ép về phía vạn giới thành. Tay chưa hạ xuống, nhưng uy áp cường đại phát ra đã làm cho vẻ mặt tất cả mọi người ở đó nghiêm trọng. Một sóng ánh sáng lại từ trong thành phóng lên cao. Trong không trung, ánh sáng kia mới vừa tiếp xúc cùng bàn tay khổng lồ kia, tất cả trời đất chấn động mạnh, lúc này có một tàn ảnh đánh vào trên sóng ánh sáng kia. Ánh sáng kia ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp rơi về phía vạn giới thành. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên phóng lên cao. Âm Dương Tiên. Trong không trung, hai tay Âm Dương Tiên kết ấn, ở trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một tấm lá chắn mờ ảo đen trắng. Hai tay Âm Dương Tiên ấn nhẹ về phía trước, một lực âm dương lập tức tràn vào trong tấm lá chắn này, thoáng cái, tấm lá chắn đánh tới bàn tay khổng lồ đang hạ xuống. Ở trong ánh mắt mọi người, hai bên vừa mới tiếp xúc, tấm lá chắn liền ầm ầm nổ tung. Mà lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên gầm phẫn nộ. Âm Dương Diệt Thần. Theo tiếng hô này vang lên, một lực lượng thần bí đột nhiên đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ kia chấn động mạnh, sau đó hóa thành hư vô. Mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên từ phía chân trời lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Âm Dương Tiên nheo mắt và vội vàng lao về phía sau. Dương Diệp, ta đã ra tay giúp đỡ rồi. Ta thật sự đánh không nổi người này nên chạy trước đây. Nói xong, hắn đã biến mất ở cuối chân trời.
Diêm Quân tuyệt đối không đuổi theo, mà cúi đầu nhìn về phía vạn giới thành bên dưới. Dương Diệp, lăn ra đây. Khí thế vô cùng tàn ác. Dương Diệp, sở dĩ Diêm Quân không để cho những cường giả phía sau hắn ra tay cùng lúc, chính là bởi vì Dương Diệp. Trong cả vạn giới thành, Dương Diệp là uy hiếp lớn nhất đối với vũ trụ bốn chiều. Trừ hắn ra, gần như không có người cường giả mệnh cảnh nào có thể đỡ được hai kiếm của Dương Diệp. Tùy tiện xuống, một khi Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng sẽ tạo thành tổn thất đặc biệt lớn đối với bên phía hắn. Chỉ có Dương Diệp hiện thân, hắn mới dám tấn công toàn diện. Nhưng Dương Diệp vẫn không có hiện thân. Trong thành, Ninh Thược Dược liếc nhìn Diêm Quân. Chúng ta cần phải tiếp tục kéo dài thời gian. Chúng ta cần phải tiếp tục kéo dài thời gian. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Ninh Thược Dược. Ninh Thược Dược thoáng biến sắc. Ngươi, An Nam Tĩnh khẽ nói. Trừ ta ra, không người nào có thể chống lại hắn. Vừa dứt lời, một tàn ảnh phóng lên cao. Vẻ mặt Ninh Thược Dược trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì nàng biết rất rõ ràng An Nam Tĩnh ở trong lòng Dương Diệp có địa vị thế nào. Nếu như An Nam Tĩnh gặp chuyện không may, nàng khó có thể tưởng tượng được Dương Diệp sẽ biến thành thế nào. Nhưng giống như lời An Nam Tĩnh nói, bây giờ ngoại trừ nàng, không có bất kỳ người nào có thể đánh một trận cùng Diêm Quân. Trong không trung, một thanh trường thương nhắm thẳng vào Diêm Quân. Chiến mâu. Sau chiến qua là An Nam Tĩnh. Sắc mặt Diêm Quân không hề thay đổi nhìn thanh trường thương trước mắt này, tay phải hắn chậm rãi vươn ra, trong lòng bàn tay là một đoàn lôi thần màu đỏ rực. Ninh Thược Dược thoáng biến sắc. Ngươi! An Nam Tĩnh khẽ nói. Trừ ta ra, không người nào có thể chống lại hắn. Vừa dứt lời, một tàn ảnh phóng lên cao. Vẻ mặt Ninh Thược Dược trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì nàng biết rất rõ ràng An Nam Tĩnh ở trong lòng Dương Diệp có địa vị thế nào. Nếu như An Nam Tĩnh gặp chuyện không may, nàng khó có thể tưởng tượng được Dương Diệp sẽ biến thành thế nào. Nhưng giống như lời An Nam Tĩnh nói, bây giờ ngoại trừ nàng, không có bất kỳ người nào có thể đánh một trận cùng Diêm Quân. Trong không trung, một thanh trường thương nhắm thẳng vào Diêm Quân. Chiến mâu. Sau chiến qua là An Nam Tĩnh. Sắc mặt Diêm Quân không hề thay đổi nhìn thanh trường thương trước mắt này, tay phải hắn chậm rãi vươn ra, trong lòng bàn tay là một đoàn lôi thần màu đỏ rực. Trường thương vừa tới, tay phải của Diêm Quân chợt vỗ một trường vào trên trường thương này. Ầm. Trường thương chấn động mạnh, trong miệng An Nam Tĩnh phun ra một đường máu tươi. Tay phải của nàng chợt cầm thương xoay tròn, mà lúc này, ngọn lửa trong lòng bàn tay Diêm Quân đột nhiên tràn về phía chiến mâu trong tay An Nam Tĩnh. Sắc mặt An Nam Tĩnh thoáng biến đổi, tay phải cầm thương chuẩn bị thu về, nhưng tay phải của Diêm Quân lại đột nhiên nắm lấy mũi chiến mâu qua và chợt xoay tròn. Ầm. An Nam Tĩnh trực tiếp bị đẩy đến ngoài vạn trượng, mà ở trước mặt nàng có một sóng lửa cuốn tới. An Nam Tĩnh nheo mắt lại và ngồi xổm xuống, tay phải nắm chặt thành quyền, tay trái nhẹ nhàng xoay tròn. Trong nháy mắt, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Thượng Diễn Vũ. Ầm ầm ầm. Từng lực lượng cứng rắn ép sóng lửa kia dừng lại, mà lúc này, một bóng người từ trong sóng lửa này lao ra. Đồng tử của An Nam Tĩnh hơi co lại, tay phải đánh ra một quyền. Ầm. Cả cánh tay An Nam Tĩnh chấn động mạnh, người bay về sau. Lúc này, một tay đột nhiên nắm lấy tay phải của nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay phải kia liền cứng rắn bị kéo xuống. Phụt. Chỗ vai trái của An Nam Tĩnh có máu chảy như rót. Bên dưới, Đinh Thược Dược biến sắc. Ra tay. Theo Đinh Thược Dược vừa dứt lời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai bên Diêm Quân. Đó chính là Thương Mộ cùng Sát Tịch. Diêm Quân cong khóe miệng và cười lạnh, hai tay hắn nhẹ nhàng đẩy sang hai bên. Ầm ầm. Thương Mộ cùng Sát Tịch còn chưa tới gần hắn liền trực tiếp bị đánh bay. Gần như không bất kỳ sức lực chống lại nào. Mà vào lúc này, một tàn ảnh đột nhiên đánh về phía hắn. Là An Nam Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Đinh Thược Dược ở bên dưới lập tức trắng bệch. An Nam Tĩnh lại có thể không chạy trốn. Diêm Quân nhìn về phía An Nam Tĩnh vào tới, lạnh lùng nói. Tự tìm chết. Vừa dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt, cả cánh tay trực tiếp biến thành màu đỏ rực, quyền còn chưa ra, một lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ liền cứng rắn ép An Nam Tĩnh dừng lại. Mà trong chớp mắt khi Diêm Quân muốn đánh ra,
Tay trái của An Nam Tĩnh đột nhiên hóa trưởng đặt giữa chân mày, trong phút chốc tay trái của nàng ấn nhẹ. Thần vũ thức. Vừa dứt lời, An Nam Tĩnh trực tiếp trở nên mờ ảo, trong nháy mắt, toàn thân Diêm Quân xuất hiện rất nhiều An Nam Tĩnh trùng điệp. Tầng tầng lớp lớp, không biết trồng bao nhiêu tầng, mỗi một An Nam Tĩnh đều đánh xuống một trường. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, Diêm Quân đột nhiên liên tục lui lại mấy vạn trượng. Mọi người sửng sốt. Mạnh như vậy sao? Mà vào lúc này, Đinh Thược Dược biến sắc. Cẩn thận. Theo Đinh Thược Dược vừa dứt lời, Diêm Quân đột nhiên biến mất, trong phút chốc có một tàn ảnh lao tới trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nheo mắt lại, tay trái dựng thẳng, sau đó nhẹ nhàng cắt xuống. Rất nhiều tàn ảnh chồng lên nhau. Tay phải của Diêm Quân nắm chặt thành quyền và đánh ra, trên nắm đấm có hỏa lôi màu đỏ rực phát ra ngoài. Ầm, một lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, trong chớp nhoáng này, tất cả không trung trực tiếp rạn nứt ra. Trong phút chốc, ầm, những tàn ảnh của An Nam Tĩnh đều biến mất, An Nam Tĩnh trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Diêm Quân lắc người xông về phía An Nam Tĩnh, ngăn cản hắn. Bên trong thành đột nhiên vang lên giọng nói Đinh Thược Dược. Ầm, một sóng ánh sáng đột nhiên từ trong thành phóng lên cao, trực tiếp đánh tới Diêm Quân. Diêm Quân nhíu mày, trong phút chốc, tay phải hắn chợt đánh ra một trường. Ầm, một sóng lửa chấn động xuống. Ầm ầm. Sóng ánh sáng này chấn động mạnh, sau đó vỡ vụn ra. Diêm Quân trực tiếp từ trong không trung đáp xuống, ở quanh người hắn tản ra một hỏa lỗi màu đỏ rực làm người ta sợ hãi, giống như một quả cầu lửa rơi xuống. Ngăn cản hắn. Ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Trận Lão. Đừng để cho hắn lao xuống, nếu không nơi đây nhất định sẽ bị hủy. Ngăn cản hắn sao? Tất cả mọi người ở đó có chút mờ mịt, ai có thể ngăn cản hắn được đây? Làm thế nào để ngăn cản chứ? Mệnh cảnh ở trước mắt Diêm Quân thậm chí còn không bằng một con kiến. Mà Diêm Quân, càng lúc càng gần. Lúc này, các nơi trong vạn giới thành đã bắt đầu rạn nứt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân. Đó là một nữ tử, tay phải của nàng hướng xuống dưới, trong chớp mắt yên tĩnh, tay phải của nàng chợt hất lên trên. Ầm, một lực lượng cường đại ép Diêm Quân phải dừng lại. Người tới chính là Dương Bất Tử. Dương Bất Tử liếc nhìn Diêm Quân. Lúc này, Diêm Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và đánh ra một quyền. Ngọn lửa ngập trời lập tức nhấn chìm Dương Bất Tử. Trong chớp mắt yên tĩnh. Ầm. Rất nhiều ngọn lửa ầm ầm nổ tung ra, sau đó giống như tia lửa bắn về phía chân trời, chúng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị đốt cháy hình thành từng vết nứt rất nhỏ, trông vô cùng kinh người. Mà ở trong không trung, hai bóng người không ngừng chớp hiện với tốc độ cực nhanh, khiến người ta căn bản không nhìn thấy rõ. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt An Nam Tĩnh đã gãy một tay. Không sao chứ? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Hắn thế nào rồi? Đinh Thược Dược khẽ nói. Còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. An Nam Tĩnh khẽ nói. Không nên quấy rầy hắn, hắn nhất định gặp phải vấn đề gì đó, chắc cần thời gian để có thể giải quyết. Một khi giải quyết được, kiếm đạo của hắn có thể sẽ tiến thêm một bước. Đinh Thược Dược cười gượng. Ta sợ chống đỡ không nổi. Phía bên chúng ta đã không có cường giả nào nữa. A Tú cô nương cùng với Kỳ cô nương không có tin tức, ngoại trừ các nàng, thật sự không có người nào có thể là đối thủ của Diêm Quân. Còn có. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua xung quanh. Còn có người thần bí kia, người này nhất định là đang âm thầm rình trộm. Bây giờ hắn không ra tay là nhất định đang chờ Dương Diệp, hoặc là A Tú cùng với Kỳ cô nương. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không sao, ta còn có thể chống đỡ được. Đinh Thược Dược muốn nói lại thôi. Không trung. Ầm. Hai bóng người đột nhiên tách ra. Dương Bất Tử cùng Diêm Quân đứng cách nhau trăm trượng, mà giờ phút này, vẻ mặt Dương Bất Tử tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra, không chỉ có vậy, cơ thể nàng cũng nứt ra. Giao đấu mấy hiệp, nàng đã bị thương nặng. Dương Bất Tử liếc nhìn Diêm Quân. Ngươi là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, thực lực thật ra rất lợi hại. Diêm Quân khẽ nói. Ngươi cũng không phải quá kém cỏi. Chuyện này không có liên quan gì với ngươi, không cần tới mất mạng uổng công. Dương Bất Tử cười nói. Tiểu tử phía dưới kia được xem như là hậu bối của ta. Ta làm lão tổ, dĩ nhiên phải giúp hắn một chút. Còn nữa,
Ta nhìn vũ trụ bốn chiều của ngươi lại thấy khó chịu, lý do này được chưa? Diêm Quân khẽ nói. Vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất, mà lúc này, Dương Bất Tử đột nhiên lộ vẻ hung ác, hai tay nàng chợt vỗ một cái. Ầm. Trong nháy mắt, không gian xung quanh nàng chấn động mạnh, một lực lượng cường đại phát ra. Nắm đấm của Diêm Quân trực tiếp đánh vào trên lực lượng này. Cứng đấu với cứng. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc liền giống như núi lửa bạo phát ra, trên không trung của cả vạn giới thành trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Đúng lúc này, một con rồng lớn do hỏa lôi biến thành đột nhiên xuất hiện ở trong không gian tối tăm, con rồng lớn này dài đến nghìn trượng, che khuất cả bầu trời. Lôi long không xông về phía Dương Bất Tử, mà trực tiếp lao về phía vạn giới thành bên dưới. Suy, lôi long đi qua nơi nào, không gian trực tiếp cháy đen. Ninh Thược Dược nói, ra tay, các cường giả mệnh cảnh đều phóng lên cao, con lôi long kia tuy lợi hại nhưng mấy chục tên cường giả mệnh cảnh vẫn hoàn toàn không sợ hãi. Mà vào lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên biến sắc, nàng bỗng nhiên quay đầu. Cẩn thận Dương Diệp. Đinh Thược Dược vừa dứt lời, An Nam Tĩnh đã lập tức biến mất, trên con đường phía xa có một tàn ảnh lao về phía Dương Diệp đang ngồi xếp bằng ở giữa đường. An Nam Tĩnh đã không kịp nữa. Kiếm tổ trước mặt Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía bóng tàn này. Kiếm bảo vệ chủ. Bóng tàn này bấm tay bắn ra. Trực tiếp điểm ở phía trên kiếm tổ. Ầm, kiếm tổ chấn động mạnh, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, một vật nhỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đó chính là Tiểu Bạch. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm một cái linh trượng, nàng nhìn chằm chằm vào tàn ảnh đã vào tới, thân thể nhỏ bé của nàng đang run rẩy. Nàng rất sợ, bởi vì nàng biết mình đánh không nổi. Nhưng bên trong Hồng Mông Tháp chỉ có nàng là lợi hại nhất. Hơn nữa, phía sau nàng là Dương Diệp. Tuy rất sợ nhưng Tiểu Bạch lại hoàn toàn không lùi bước, nàng vung móng nhỏ lên, rất nhanh liền có từng linh khí tập trung ở trước mặt nàng, nhưng theo bóng tàn này lao tới, những linh khí kia trực tiếp biến mất. Lúc này, một bàn tay màu đen trực tiếp nắm lấy cổ của Tiểu Bạch, sau đó nhấc nàng lên. Hai mắt Tiểu Bạch trợn tròn, linh khí trên thân thể đang điên cuồng tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được n, dần dần, sắc thái trong mắt nàng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Rõ ràng, người thần bí kia không phải muốn linh tổ, mà muốn hủy diệt linh tổ, không cho thiên mệnh thu được. Mà vào lúc này, vẻ mặt người thần bí đột nhiên biến đổi, bởi vì có một thanh kiếm đã cắt về phía tay hắn. Một kiếm bình thường không có gì khác lạ, nhưng lại làm cho người thần bí gần như phải theo bản năng thu tay về. Một bàn tay đón lấy Tiểu Bạch đang rơi xuống. Đó là bàn tay của Dương Diệp. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp và ngây người, sau đó bỗng chốc khóc òa lên. Dương Diệp dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào đầu của Tiểu Bạch. Đi vào trước đi, ta tới giúp ngươi chút giận. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, sau đó bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bị quấy rầy sao? Dương Diệp khẽ cười nói. Không sao, ngộ hay không thì không chỉ phải dựa vào cố gắng mà còn xem cơ duyên nữa. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia đã lùi đến trước cửa thành, rõ ràng hắn có chút kiêng kỵ Dương Diệp. Ầm. Lúc này, trên không trung của vạn giới thành có một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Bóng đen này tất nhiên chính là Dương Bất Tử. Sau khi Diêm Quân khôi phục thực lực chân chính, sợ rằng trong trời đất này cũng chỉ có nữ tử trên đám mây có thể ép chắc hắn. Dù sao hắn cũng là đứng đầu vũ trụ bốn chiều, đã từng quyết đấu với nữ tử trên đám mây kia. Một khí tức đột nhiên bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia, rõ ràng, mục đích của đối phương chính là muốn ngăn chặn hắn. Dương Diệp đột nhiên bước về phía trước một bước. Sinh tử quyết. Một ý niệm sinh ra, một ý niệm chết đi. Lấy kiếm quyết sinh tử. Một luồng kiếm quang giống như bóng câu qua khe cửa chợt lóe lên, kiếm quang lặng lẽ không một tiếng động, không có tiếng kiếm ngân, thậm chí cũng không cảm giác được kiếm ý cùng sát ý. Tuy nhiên, kém hơn sinh tử quyết lúc đầu, không cảm nhận được cái chết thì không có cách nào thật sự phát huy ra sinh tử quyết. Mà phía xa, người thần bí kia lại giống như gặp phải kẻ địch lớn, hắn cũng bước về phía trước một bước,
một tay nhẹ nhàng ấn về phía trước, trong nháy mắt, rất nhiều điểm đen rất nhỏ tập trung ở trong lòng bàn tay hắn. Trong lòng bàn tay này giống như một vũ trụ mênh mông. Người thần bí lại sử dụng lòng bàn tay của mình để lên tia kiếm quang này của Dương Diệp. Suy, một tiếng động khẽ đột nhiên vang lên, nhưng cũng không có động tĩnh gì lớn. Người thần bí khẽ rung tay, tia kiếm quang này đã chấn động, xung quanh lại là năng lượng hoàn toàn không dao động. Bởi vì hai người đã khống chế lực lượng đến cực hạn. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ sau kiếm quang này đâm tới, người thần bí lùi về phía sau, đến trăm trượng ngoài thành. Mà kiếm của Dương Diệp lại giống như giỏi bám trên MU bàn chân bám sát. Người thần bí cuối cùng không thể lùi được nữa, bởi vì kiếm của Dương Diệp càng nhanh hơn. Người thần bí ngừng lại, khẽ nói. Sao Diệt? Bên trong lòng bàn tay hắn, rất nhiều điểm đen đột nhiên biến mất, thay vào đó là một điểm ánh sáng nhỏ màu xanh lam giống như một ngôi sao thu nhỏ. Ngôi sao này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Xoẹt! Tia kiếm quang của Dương Diệp liền tiêu tan, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đâm vào trên ngôi sao nhỏ đang thiêu đốt. Một đường kiếm quang cùng ánh sáng ngôi sao đột nhiên tản ra. Dương Diệp cùng người thần bí đều lùi về phía sau trăm bước. Phía xa, người thần bí nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay có một vết kiếm do Dương Diệp lưu lại. Kiếm tổ của Dương Diệp bị thiêu đốt, đó là do ngôi sao nhỏ của người thần bí này gây ra. Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng run lên, một đường máu đột nhiên tiến vào trong kiếm tổ, trong nháy mắt, kiếm tổ khôi phục bình thường. Lấy máu rèn kiếm, người tức là kiếm tức là người, kiếm tổ cùng hắn thật sự là một khối. Bây giờ quan hệ giữa hắn cùng kiếm tổ chính là người chết kiếm diệt, người không chết, kiếm vĩnh viễn không chết. Phía xa, người thần bí không ra tay, mà khẽ lắc đầu. Dương Diệp, người cuối cùng vẫn không khiến cho ta thất vọng. Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Người thần bí khẽ nói. Ngươi là kiếm tu, một kiếm tu trọng tình, cũng là một kiếm tu vô tình, kiếm đạo của ngươi có thể vô tình, có thể có tình, hoặc nói vì hữu tình nên vô tình, điểm ấy là một điều khó có được. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn tới đánh đi. Vừa dứt lời, Dương Diệp bước một bước đã tới trước mặt người thần bí kia. Kiếm ra. Lúc này Dương Diệp ra kiếm thiếu đi rất nhiều khí thế tàn ác trước đó. Nhưng lại thêm chút ung dung cùng bình tĩnh. Đối mặt với một kiếm này, người thần bí kia đột nhiên lùi về phía sau một bước nhỏ, kiếm vừa vặn đi tới cách giữa chân mày của hắn gần tấc, nhưng rốt cuộc không có cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì hai tay của người thần bí đã kẹp lấy thân kiếm của Dương Diệp. Ngay sau đó, hắn quay đầu đi, hai tay không ngờ như thế kiếm rạch về phía trước mặt, cả người lao thẳng tới trước mặt Dương Diệp, sau đó hai tay hắn buông ra. Trong hai lòng bàn tay đột nhiên tập trung hai ngôi sao đang thiêu đốt. Hai tay của người thần bí trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Nhưng trong tay trái của Dương Diệp đã xuất hiện một thanh kiếm giơ ngang. Táng mệnh kiếm. Ở thời điểm quan trọng táng mệnh kiếm cứng rắn ngăn cản hai tay của người thần bí này, nhưng gần như ở trong nháy mắt tiếp xúc, táng mệnh kiếm lập tức bắt đầu thiêu đốt. Mà lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp cùng người thần bí. Kiếm vực. Những ngọn lửa trên táng mệnh kiếm trực tiếp bị chấn áp xuống. Lúc này, Dương Diệp vung cả hai. Kiếm. Chém. Suy suy. Theo hai kiếm quang đan xen, người thần bí kia liên tục lui lại đến ngoài nghìn trượng. Trong quá trình hắn lui lại, hai đường kiếm khí giống như lưu tinh trực tiếp đuổi theo. Người thần bí ở ngoài nghìn trượng, tay phải nắm chặt thành quyền và đánh về phía dưới. Dưới một quyền, một vòng xoáy màu đen đột nhiên tập trung thành. Vòng xoáy lại giống như một tiểu vũ trụ tập trung thành, bao hàm tất cả và cắn nuốt tất cả. Kiếm khí của Dương Diệp mới vừa tiếp xúc cùng vòng xoáy màu đen này liền chấn động mạnh, sau đó dần mờ ảo. Tay phải của Dương Diệp đè lại chuôi kiếm và bước về phía trước, gần như cùng lúc đó, người thần bí kia cũng bước tới. Rất nhanh, ở giữa hai người có một luồng kiếm quang cùng một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, sau đó va chạm vào nhau. Suy. Vòng xoáy màu đen trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, nhưng không biến mất, trái lại trực tiếp cắn nuốt tia kiếm quang này. Thoáng cái, vòng xoáy màu đen trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp và đột nhiên tăng lên, giống như một cái miệng to trực tiếp nuốt Dương Diệp vào. Dương Diệp không còn, chỉ còn vòng xoáy màu đen kia. Nhưng vào lúc này, người thần bí kia lại nhíu mày và liên tục lùi lại mấy trăm trượng, cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen đột nhiên chấn động mạnh.
từng tia kiếm quang từ trong vòng xoáy màu đen xuyên ra. Xuy 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 xuy. Trong giây lát, tất cả vòng xoáy màu đen liền bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhưng đúng vào lúc này, một cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy cánh cửa này nhưng không ra kiếm, mà lùi về phía sau trăm trượng. Trong lúc hắn muốn cẩn thận quan sát cánh cửa thì nó chợt biến mất. Thay vào đó là người thần bí kia. Ánh mắt Dương Diệp nhìn người thần bí kia, người này thật sự không đơn giản a. Thiện môn vừa rồi làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm vô cùng lớn. Nhưng điều này cũng bình thường, bất kể là người thần bí hay Diêm Quân, nếu như không có chút thực lực, bọn họ làm sao dám chống lại nữ tử trên đám mây kia. Người thần bí cũng không ra tay, nhưng Dương Diệp lại muốn ra tay, bởi vì Dương Bất Tử đánh không lại Diêm Quân. Nếu như hắn bị giữ ở đây, Dương Bất Tử có thể bị uy hiếp. Đặc biệt ở dưới tình huống A Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên đều không ở đây. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Một kiếm quyết sinh tử chứ? Vừa dứt lời, không đợi người thần bí trả lời thì hắn đã lập tức biến mất. Một kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này là một kiếm nghiêm túc, cũng là liều mạng của Dương Diệp, bởi vì hắn muốn nhanh chóng phân thắng bại với người thần bí này, không đúng, là phần sống chết. Nhưng hắn vừa biến mất, trong chớp mắt này, người thần bí kia lại đột nhiên lùi về phía sau với tốc độ rất nhanh. Tốc độ của hắn không phải đơn thuần là nhanh nữa, mà là trực tiếp xuyên qua không gian, từ mắt thường lại thấy được hắn rất chậm, giống như chậm rãi tản bộ vậy. Nhưng bất kể như thế nào kiếm của Dương Diệp cũng đâm không tới trước mặt của hắn. Cứ như vậy, kéo dài hơn 10 hơi thở, Dương Diệp cuối cùng vẫn ngừng lại, mà giờ phút này, người thần bí kia vẫn ở trước mặt hắn. Người thần bí không lựa chọn cứng rắn đỡ một kiếm này. Nếu như hắn nhận một kiếm này chính là thật sự nhận lấy sinh tử, hắn hiển nhiên không muốn quyết sinh tử cùng Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn người thần bí. Đánh thì không đánh, lui lại không lùi, vì sao ngươi cứ dây dưa như nữ nhân vậy? Người thần bí khoanh hai tay trước ngực nhưng không nói một lời. Dương Diệp không để ý tới người thần bí này, mà là xoay người lao về phía chân trời. Điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là người thần bí này tự nhiên không ngăn cản. Dương Diệp cũng không kịp suy nghĩ xem người thần bí kia đang tính toán điều gì, bởi vì giờ phút Dương Bất Tử đã hoàn toàn bị áp chế, có nguy hiểm tới tính mạng. Theo Dương Diệp phóng lên cao, trên không trung của Vạn Giới Thành, Diêm Quân đã dùng một chưởng đánh bay Dương Bất Tử, sau đó hắn đột nhiên thu tay lại và nhanh chóng lui lại phía sau nghìn trượng, hoàn toàn rời khỏi không trung của Vạn Giới Thành. Dương Diệp cũng không đuổi theo, hắn đi tới trước mặt Dương Bất Tử, giờ phút này bụng nàng có một lỗ thủng hình quyền ấn. Ngoài ra, toàn thân còn nghìn lở trăm lỗ. Cơ thể bị đánh ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu như không phải thực lực bản thân nàng rất mạnh, nàng đã chết rồi. Dương Diệp khẽ nói. Xin lỗi. Dương Bất Tử lắc đầu. Đều là người của Dương tộc, người cũng không cần khách sáo với người một nhà. Dương Diệp cười nói. Được. Dương Bất Tử nhìn về phía Dương Diệp. Ta muốn vào chữa thương, không thành vấn đề chứ. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Dương Bất Tử khẽ gật đầu, sau đó nàng trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Bất Tử liếc nhìn Tiểu Bạch đang ở trước mặt nhìn mình chằm chằm, sau đó nói. Vật nhỏ, ngươi nhìn cái gì, nhanh tới cứu mạng đi. Tiểu Bạch. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Diêm Quân đến từ vũ trụ bốn chiều, ngươi có dám nhận một kiếm của ta không? Một kiếm này của ta gọi là sinh tử quyết, chúng ta một kiếm quyết sinh tử. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, trong cả thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một kiếm quyết sinh tử. Nghe được những lời này của Dương Diệp, vô số người trong Vạn Giới Thành lập tức sôi trào. Từ đầu đến giờ, Vạn Giới Thành thật sự quá áp lực. Trong lòng của mọi người lại giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, căn bản không thở nổi. Mà bây giờ, theo những lời này của Dương Diệp vang lên. Tảng đá lớn. Kia vỡ ra. Khí thế của cả Vạn Giới Thành tăng lên theo những lời này của Dương Diệp. Bên cạnh Đinh Thược Dược, vẻ mặt những cường giả mệnh cảnh cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Không chỉ có vậy, giờ phút này bọn họ lại thấy được hy vọng. Loại thời điểm này cần phải có người đứng ra. Không thể nghi ngờ, Dương Diệp đã đứng ra, trong không trung, Diêm Quân bước về phía trước một bước. Có gì không dám chứ? Vào thời điểm này, hắn phải ứng chiến.
hắn không có bất kỳ ồ lựa chọn nào. Nếu như hắn không ứng chiến, không thể nghi ngờ chính là một đả kích chí mạng đối với vũ trụ bốn chiều. Hơn nữa, hắn cũng muốn đánh với Dương Diệp một trận, nếu như có thể trực tiếp chém giết Dương Diệp thì vũ trụ bốn chiều sẽ tổn thất ít người hơn rất nhiều. Dương Diệp cũng có ý nghĩ này, Neku như hắn giết chết Diêm Quân, vạn giới thành cũng có thể tổn thất ít người hơn. Một trận chiến này, trong hai người không ai có thể chịu thua nổi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía trong không trung, lúc này, trên thân hắn không còn vẻ sắc bén nữa, chỉ có vẻ ung dung cùng bình tĩnh, chứ không phải giả vờ mạnh mẽ. Ở trong thời gian ngắn này, kiếm đạo của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong không trung, Diêm Quân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dương Diệp đang từ phía dưới đi tới. Đối với người thiếu niên trước mắt này, Diêm Quân tuyệt đối không nửa phần khinh thường, hắn đã xem Dương Diệp là đối thủ cùng cấp. Lần này, hắn sẽ dùng hết sức ứng phó. Trong thiên địa yên tĩnh một cách khác thường, bất kể là người của vũ trụ ba chiều hay là cường giả vũ trụ bốn chiều đều đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cùng Diêm Quân trên không trung. Một người là đứng đầu vũ trụ bốn chiều, bá chủ siêu cấp vô số năm, một người là đứng đầu vũ trụ ba chiều, thiên tài yêu nghiệt siêu cấp mới quật khởi. Một trận chiến này nhất định sẽ rất đặc sắc. Đương nhiên cũng nhất định sẽ rất thê thảm, không đơn thuần là hai người thê thảm, còn có một vũ trụ trong đó thê thảm. Bởi vì Dương Diệp cùng Diêm Quân bất kỳ bên nào thua cũng có nghĩa là có thể sẽ bị tàn sát. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đối diện với Diêm Quân. Hai người cách nhau không đến trăm trượng. Từ dưới đi lên nhìn, không thể nghi ngờ khoảng cách của hai người là gần vô cùng. Không trung phía chân trời, Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm nào, rút kiếm đâm một cái. Kiếm đạo sinh tử. Một kiếm quyết sinh tử. Ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm của Dương Diệp đâm về phía Diêm Quân tuyệt đối không phát ra uy lực của trời đất gì, càng không có làm cho trời đất biến sắc gì cả. Một kiếm rất bình thản. Tuy nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một ý cảnh trong một kiếm này của Dương Diệp. Sống chết. Hắn nói một kiếm quyết sinh tử cũng không phải đang nói đùa, hắn nghiêm túc. Một kiếm này có lẽ không thể phân ra sống chết, nhưng hắn có lòng muốn phân sống chết. Kiếm chú trọng nhất vẫn là ý cảnh. Diêm Quân đối mặt một kiếm này lại vẫn thản nhiên, ung dung bình tĩnh. Trong ánh mắt vô số người nhìn chăm chú, tay phải của Diêm Quân chậm rãi nắm chặt lại. Ở bên trong lòng bàn tay hắn có một ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, rất nhanh, ngọn lửa này từ lòng bàn tay hắn bắt đầu lan tràn ra, sau đó theo cánh tay hắn lập tức lan tràn đến toàn thân. Lúc này, toàn thân Diêm Quân bị hỏa thần lôi bao quanh, một hỏa lôi giống như linh xà không ngừng quấn quanh người hắn. Lôi thể dung hợp với nhau. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại và khẽ nói. Phần thiên diệt thế. Vừa dứt lời, tay phải hắn mở ra, sau đó ấn nhẹ về phía trước. Trong nháy mắt, ngọn lửa quanh người hắn theo cánh tay phun mạnh ra ngoài giống như núi lửa mấy vạn năm phun trào. Trong một chớp mắt này, trong cả thiên địa đều trực tiếp trở nên mờ ảo. Bên dưới này vạn giới thành còn lập tức bốc cháy lên. Không trung phía chân trời, một thanh kiếm đâm vào trên hỏa thần lôi. Suy, lấy hai người làm trung tâm, không gian xung quanh trực tiếp bắt đầu xé rách, bốc cháy. Tốc độ xé rách cùng đốt cháy này làm cho rất nhiều người ở đó biến sắc. Giờ phút này, bất kể là các cường giả trong vạn giới thành hay là các cường giả vũ trụ bốn chiều trong không trung đều lui lại. Vào giờ phút này, cho dù là đám người thần bí ở vùng đất mạt pháp kia cũng lui về phía sau. Thực lực của Dương Diệp cùng Diêm Quân thật ra đã đủ để hủy diệt cả Vĩnh Hằng Quốc. Tuy nhiên, hai người cũng không dám làm cho lực lượng của mình phân tán ra. Lực lượng của bọn họ chỉ nhằm vào đối phương. Nếu không Vĩnh Hằng Quốc cũng sẽ bị phá hủy. Ngay cả như vậy, uy lực còn sót lại của hai lực lượng này cũng không thể khinh thường. Tất cả mọi người lui lại, trong không trung chỉ còn Dương Diệp cùng Diêm Quân. Kiếm của Dương Diệp vẫn ở trên thần lôi, mà thần lôi phát ra ngọn lửa cũng bị kiếm của Dương Diệp cứng rắn ngăn cản, không thể tiến thêm. Hai người cũng không ai lui. Lúc này ai lùi thì người đó phải chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước về phía trước một bước. Kiếm của hắn đột nhiên cắt qua thần lôi kia, nhưng thần lôi kia lại phân nhánh, sau đó trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ rất nhanh. Gần như cùng lúc đó, tay phải của Dương Diệp đột nhiên buông lỏng thanh kiếm, kiếm bắn ra nhanh như điện chớp. Suy. Hai thần lôi rất nhỏ trực tiếp đánh vào trước ngực Dương Diệp lập tức chợt mấy trăm trượng, không gian xung quanh trực tiếp bị xé rách, đốt cháy.
Trong giây phút đó kiếm của Dương Diệp đã trực tiếp đâm vào trước ngực của Diêm Quân, tuy nhiên, kiếm chỉ đâm vào mấy tấc liền ngừng lại, hai tay Diêm Quân nắm chặt kiếm tổ, từng hỏa thần lôi không ngừng bao quanh kiếm tổ. Dương Diệp ngừng lại và liếc nhìn những hỏa thần lôi trên người mình, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải lên. Ầm, những ngọn lửa này trực tiếp biến mất. Tuy trước ngực hắn cháy đen, nhưng trong thời gian không đến một lần hít thở đã khôi phục bình thường. Trong thiên địa sợ rằng ngoại trừ Tiểu Bạch ra, không ai có năng lực tự lành vết thương bằng hắn. Phía xa, trên thân Diêm Quân đột nhiên phát ra một khí tức khủng khiếp trực tiếp bao phủ ở trên kiếm tổ, cộng thêm hỏa thần lôi, kiếm tổ lập tức nổ tung ra và hóa thành tro tàn. Nhưng trong tay Dương Diệp lại có một thanh kiếm lặng lẽ ngưng tụ. Kiếm tổ! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên gương mặt vô số người đầy vẻ không tin nổi. Vừa rồi, kiếm của Dương Diệp đã bị hủy rồi mà. Bên kia phía chân trời, Tá Mạc nhíu mày. Hắn đây là... Ở bên cạnh Tá Mạc, người thần bí khế nói. Lấy máu rèn kiếm, kiếm của hắn chính là máu của hắn cũng là kiếm của hắn. Chỉ cần hắn không chết, máu không hết, kiếm kia lại sẽ không chết. Tá Mạc trầm giọng nói. Thì ra là thế. Người thần bí khẽ nói. Người trẻ tuổi này đi rất nhanh. Mặc dù có chút bất ổn nhưng vẫn không thể khinh thường được. Tá Mạc nhìn vào mắt người thần bí. Diêm Quân có thể giết được hắn sao? Người thần bí lắc đầu. Bất kể là Diêm Quân hay là ta đều đã không có cách nào dễ dàng giết chết hắn, trừ khi chúng ta bằng lòng để lộ tất cả thực lực, thậm chí không tiếc trả giá, vận dụng một ít bí pháp, chỉ có như vậy mới có khả năng giết hắn, tuy nhiên, hắn cũng có cơ hội giết chúng ta. Tá Mạc lắc đầu. Trước đây nên giết chết hắn. Trước kia, hắn đã nhiều lần kiến nghị nên giết Dương Diệp, đáng tiếc, khi đó người thần bí trước mắt này không nghe, vẫn luôn che giấu thực lực. Mà bây giờ, bọn họ đã không giết được Dương Diệp nữa. Người thần bí lại lắc đầu. Vì sao phải giết hắn? Đám người Tá Mạc đều nhìn về phía người thần bí. Người thần bí khẽ nói. Kẻ địch của hắn cũng là thiên mệnh đấy. Mọi người, trong không trung phía xa. Dương Diệp đột nhiên tung người nhảy lên giống như một con linh hầu leo lên cành. Mà ở đối diện hắn, Diêm Quân cũng đột nhiên bước tới giống như hổ giữ chụp mồi, thế không thể đỡ. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát, cả người trực tiếp trở nên mờ ảo. Giờ phút này, hắn đã lợi dụng kiếm vực trốn ra khỏi không gian này, một kiếm này tuy không phải là kiếm sinh tử, nhưng uy lực vẫn vô cùng cường đại. Hai tay Diêm Quân mang theo hai hỏa thần lôi chạy chết lên. Trực tiếp đánh tới một kiếm này của Dương Diệp. Ầm, một đường kiếm quang cùng hai ngọn lửa đột nhiên nổ tung ra, trời đất chấn động mạnh. Ngay sau đó, hai bóng người quấn lấy nhau trên không trung. Tốc độ của hai bóng người rất nhanh, đám người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ, căn bản không nhìn thấy được hai người. Bên dưới, Đinh Thược Dược thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Lưu Uyên cùng Hoang Doanh. Hai người ở chỗ này cũng không có ích lợi gì. Rất nhiều cường giả của vũ trụ bốn chiều đã lao tới các nơi trong vũ trụ ba chiều, các nơi của vạn giới căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi một người dẫn theo 10 cường giả mệnh cảnh đi trợ giúp các nơi, có thể đánh được thì đánh, không thể đánh lại lui, giữ lại thực lực. Lưu Uyên nhíu mày. Ở đây thì sao? Ninh Thược Dược lắc đầu. Ở đây thắng bại đều dựa vào Dương Diệp, nếu hắn thua, chúng ta sẽ bại, nếu hắn thắng, chúng ta thắng. Lưu Uyên ngẩng đầu liếc nhìn hai bóng mờ di chuyển nhanh trên không trung, sau đó nàng khẽ gật đầu. Ninh cô nương, sau này còn gặp lại. Hoàng Doanh cũng là ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hai người dẫn theo 20 cường giả mệnh cảnh rời đi. Nhìn bóng lưng của đám người Lưu Uyên rời đi, vẻ mặt Đinh Thược Dược trầm như nước. Bởi vì nàng đã nhận được tin tức, tất cả mọi nơi trong vạn giới đã bắt đầu hỗn loạn. Đặc biệt hỗn loạn. Rất nhiều người nhân lúc thời cơ này bắt đầu đi ra cướp đoạt, những người này hoàn toàn không giữ mặt tối ở sâu trong lòng mình. Ninh Thược Dược lấy ra một truyền âm phù, bên kia truyền đến một giọng nói. Cần chúng ta giúp không? Giọng nói này rất quen thuộc. Ninh Thược Dược lắc đầu. Minh nữ cô nương, bây giờ các nàng chính là người bảo vệ vạn giới, ta cần tỉ muội các nàng giúp tuần tra vạn giới. Bên kia im lặng một lát. Hắn có thể chống đỡ được không? Ninh Thược Dược ngẩng đầu liếc nhìn qua hai bóng mờ trong không trung. Hắn đang liều mạng, các nàng tới cũng không có tác dụng gì,
các nàng đi các giới còn có thể phát huy ra được tác dụng hơn. Ta hiểu. Ninh Thược Dược thu hồi phù truyền âm và ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, hai tàn ảnh đột nhiên tách ra. Dương Diệp cùng Diêm Quân đứng từ phía xa nhìn nhau, Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, cầm trường kiếm trong tay chỉ chích xuống. Đúng lúc này, nơi nào đó trên đám mây có một thanh kiếm đột nhiên rơi xuống, thanh kiếm kia không đi tới vũ trụ ba chiều, mà là vũ trụ bốn chiều. Thanh kiếm kia trực tiếp lao xuống, nó đi qua nơi nào, không gian bắt đầu chôn vùi. Không phải một mảnh mà là cả vũ trụ bốn chiều. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, vành mắt Diêm Quân muốn nứt ra. Hắn ngẩng đầu gần hét lên giống như bị bệnh tâm thần. Vì sao, vì sao? Trong đám mây có một giọng nói truyền xuống. Ta cho ngươi chút động lực thôi. Một ngày sau, ta muốn vũ trụ ba chiều không có một ngọn cỏ, nếu không thì chính là vũ trụ bốn chiều không có một ngọn cỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua từng tầng không gian, hắn mơ hồ có thể thấy được có một nữ tử đang đứng ở trên một đám mây. Nữ tử thả mái tóc dài xõa vai, mặc váy trắng, gương mặt tươi cười. Nhìn nữ tử này, sắc mặt Dương Diệp vẫn không hề thay đổi. Nữ nhân trước mắt này mới thật sự là kẻ dẫn đầu gây họa. Trong vũ trụ bốn chiều, hành đạo kiếm chậm rãi rơi xuống, tốc độ vũ trụ bốn chiều bị hủy diệt lại sẽ tăng nhanh thêm một phần. Ở trước thanh kiếm này, cả vũ trụ bốn chiều căn bản không có sức phản kháng. Trên không trung của vạn giới thành, cả người Diêm Quân từ trên xuống dưới đột nhiên tản ra một khí tức hỏa diễm khủng khiếp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Diêm Quân, Diêm Quân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt hắn hiện ra khí thế tàn ác, Dương Diệp lắc đầu. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cho dù ngươi có diệt vũ trụ ba chiều, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi cùng người trong tộc của ngươi. Hai tay Diêm Quân nắm chặt, không nói không rằng. Dương Diệp lại nói. Nữ tử kia tính kế rất lớn, quan trọng nhất là nàng cũng không quá để ý tới sự sống chết của bất kỳ kẻ nào. Nàng mượn tay ngươi diệt vũ trụ ba chiều của ta, chờ vũ trụ ba chiều biến mất. Mục tiêu kế tiếp của nàng nhất định là ngươi. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lấy thực lực của hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy rất xa. Tất cả vũ trụ ba chiều đã là cảnh tượng khói lửa chiến tranh, ngoại trừ có cường giả vũ trụ bốn chiều mạnh mẽ bước vào vũ trụ ba chiều, cũng có một phần là do vũ trụ ba chiều nội loạn. Người đang chết. Rất nhiều người đều đang chết. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Diêm Quân. Nhìn thấy không, vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều liều chết, không có bất kỳ kẻ nào thắng. Ngươi giết ta, giết tất cả cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành, nhưng vũ trụ bốn chiều của ngươi lại phải bỏ ra bao nhiêu? Nếu quả thật nữ tử kia có ý định buông tha vũ trụ bốn chiều, chính nàng cầm kiếm xuống, vũ trụ ba chiều ta cùng vũ trụ bốn chiều của ngươi căn bản không có cách nào chống đỡ. Nhưng nàng tuyệt đối không làm vậy. Diêm Quân mở hai mắt ra nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này hai mắt hắn đã đỏ bừng. Ngươi căn bản không biết nữ tử kia mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp nói. Nàng rất mạnh, ta đã lĩnh giáo qua. Nhưng nàng mạnh mẽ thì chúng ta lại phải mặc nàng sắp xếp sao? Có lẽ đều chết, vì sao không chết một cách dũng cảm lừng lẫy? Diêm Quân im lặng một lát, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây. Vũ trụ bốn chiều của ta đã gần như hủy diệt vũ trụ. Tộc nhân ta không còn đến trăm vạn. Cho dù ngươi muốn vạch kế hoạch gì thì vũ trụ bốn chiều của chúng ta thêm những tộc nhân này của ta cũng không có khả năng ảnh hưởng gì đến ngôi. Thiên mệnh mạnh nhất, nếu như Diêm Quân ta thuần phục ngươi, ngươi có thể buông tha cho vũ trụ bốn chiều, buông tha cho vũ trụ ta hay không? Diêm Quân vừa dứt lời liền chậm rãi quỳ xuống trong ánh mắt vô số người nhìn chăm chú. Ngao! Trong nháy mắt, tất cả những cường giả vũ trụ bốn chiều đều kêu gào. Trong giọng nói đầy bi thương, căm phẫn cùng với cầu xin. Tộc trưởng, Diêm Quân là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, bởi vì bây giờ vũ trụ bốn chiều cũng chỉ còn lại bộ tộc Diêm Ma, hắn chính là đại biểu cho tất cả vũ trụ bốn chiều. Nhưng bây giờ, Diêm Quân lại quỳ xuống trước thiên mệnh. Sỉ nhục và áp bức. Dĩ nhiên là sỉ nhục và áp bức. Nhưng những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia cũng không trách Diêm Quân. Bởi vì tộc trưởng của bọn họ không phải loại người tham sống sợ chết, nếu như không phải vì vũ trụ bốn chiều, trước đây Diêm Quân đã liều mạng cùng thiên mệnh. Vì vũ trụ bốn chiều cùng bộ tộc Diêm Ma, hắn cam tâm tình nguyện bị thiên mệnh trấn áp. Bây giờ, hắn còn quỳ xuống trước thiên mệnh.
Tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều đều cảm giác trái tim như rỉ máu. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, hắn vốn muốn cùng Diêm Quân đối đầu với thiên mệnh, nhưng hiện tại xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh thiên mệnh cuối cùng khủng khiếp tới mức nào. Thực lực của Diêm Quân mạnh tới mức nào a? Cho dù là hắn bây giờ cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể chiến thắng được. Nhưng Diêm Quân lại hoàn toàn không do dự lựa chọn thiên mệnh, đồng thời dùng cách thức hủy khuất này để diễn tả sự thần phục của mình. Quỳ xuống. Cường giả phá mệnh cảnh đỉnh phong quỳ xuống, hơn nữa còn là một người đứng đầu vũ trụ. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Diệp hắn làm không được. Mà trong lòng hắn cũng dâng lên sự tôn kính đối với Diêm Quân. Cái quỷ này của hắn không phải là vì muốn mình được sống, mà là vì vũ trụ bốn chiều. Trên đám mây, nữ tử nhìn Diêm Quân phía dưới và mỉm cười. Ta nhớ, ngươi hình như còn nắm con át chủ bài, có chuẩn bị phía sau, thế nào, không cần sử dụng tới nó nữa sao? Diêm Quân nhìn thẳng vào trên đám mây. Nếu ngươi bằng lòng buông tha cho bộ tộc Diêm Ma ta, buông tha cho vũ trụ bốn chiều của ta, Diêm Quân ta bằng lòng làm tất cả cho ngươi. Trên đám mây, tay phải của nữ tử váy trắng nhẹ nhàng ấn một cái, thanh hành đạo kiếm đang rơi xuống vũ trụ bốn chiều đột nhiên ngừng lại và nhanh chóng biến mất khỏi vũ trụ bốn chiều, trở lại trên đám mây bên cạnh nữ tử. Nữ tử mắt nhìn xuống Diêm Quân bên dưới, cười nói. Không cần dùng tới con át chủ bài lại đầu hàng, sợ rằng cũng không cam lòng. Hay là cuối cùng ngươi cũng không dám đánh cược một lần. Vẻ mặt Diêm Quân trầm như nước, không trả lời. Nữ tử lắc đầu cười. Ban đầu ta vốn chờ mong sự chuẩn bị phía sau của ngươi. Thật đáng tiếc, nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Diêm Quân khẽ nói. Ngươi đồng ý rồi sao? Nữ tử gật đầu. Ta hứa thả cho người trong tộc của ngươi một con đường sống. Tuy nhiên, các ngươi phải phá hủy vũ trụ ba chiều này cho ta. Vũ trụ ba chiều không thể để một kẻ nào sống sót được. Diêm Quân ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử kia. Ngươi chỉ đáp ứng buông tha cho người của tộc ta, vậy còn vũ trụ bốn chiều thì sao? Nữ tử mỉm cười. Ngươi muốn cò kè mặc cả với ta sao? Diêm Quân nheo mắt lại, sâu bên trong con ngươi hiện lên sát ý. Vẻ tươi cười trên mặt nữ tử càng thêm động lòng người. Ngươi có thể ra tay, cũng có thể liên thủ cùng Dương Diệp này, còn cả kẻ ẩn nấp phía sau nữa, các ngươi đều có thể liên thủ cùng nhau. Sao không đánh với nàng một trận? Bên dưới, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đó chính là giọng nói của người thần bí kia. Ninh Thược Dược liếc nhìn người thần bí kia, dường như suy nghĩ tới điều gì. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Ngươi quả thật bằng lòng buông tha. Cho người của tộc ta sao? Nữ tử váy trắng cười nói, nếu như ngươi còn dây dưa, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý. Nói thật. Nếu không phải vì một giao hẹn năm đó, ta lại tự mình ra tay với vũ trụ ba chiều này rồi. Đương nhiên, năm đó vũ trụ bốn chiều của ngươi cũng phải biến mất. Còn có, ta không cần nhất định phải mượn tay ngươi, chỉ là có ngươi giúp đỡ sẽ nhanh một chút, ta không muốn chờ lâu thôi. Diêm Quân trầm giọng nói. Giống như ngươi mong muốn. Hắn đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Dương Diệp không để ý tới Diêm Quân, mà ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên đám mây. Cảm giác làm thần thật sự rất tốt sao? Trên đám mây, nữ tử cười hỏi ngược. Thần, ta không có làm thần, bởi vì ta xem thường điều đó. Dương Diệp khẽ cười. Ngươi có biết không, lần đầu tiên ta muốn vặn gãy cổ của một người. Nữ tử chỉ vào cổ của mình. Cổ ta ở ngay đây này, đáng tiếc, không ai có thể vặn nó xuống được. Thiếu niên. Ngươi càng không làm được. Đúng rồi, bây giờ sở dĩ ngươi còn có thể sống được là bởi vì ta muốn cho ngươi sống lâu một chút, mà không phải ngươi có thể sống, hiểu chưa? Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử trên đám mây. Cầu giết ta đi. Diêm Quân sợ nữ nhân này, người thần bí kia sợ nữ nhân này, Dương Diệp hắn cũng sợ. Nhưng sợ không có nghĩa là sẽ khiếp sợ. Ha ha! Trên đám mây, nữ tử đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nụ cười này đủ để cho bất kỳ nữ tử nào buồn bã thất sắc, đáng tiếc là ở đó chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy nữ tử váy trắng này. Người có thực lực không đủ, căn bản không cảm giác được chỗ của nàng. Cho dù cảm nhận được chỗ của nàng, nhưng căn bản không biết vị trí cụ thể của nàng. Đương nhiên, ngoại trừ Diêm Quân,
Dương Diệp rất muốn đánh với nữ nhân này một trận, mẹ nó, nữ nhân này quá kiêu ngạo. Đáng tiếc là hắn căn bản không biết nàng rốt cuộc ở chỗ nào trên đám mây. Vị trí của đám mây này có lẽ không phải ở vũ trụ ba chiều, cũng không phải là vũ trụ bốn chiều. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp. Dương Diệp à Dương Diệp, không thể không nói, tính cách này của ngươi vẫn rất hợp với sở thích của ta. Đáng tiếc, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào, cho nên chúc ngươi may mắn. Vừa dứt lời, nữ tử xoay người rời đi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Diêm Quân đối diện, lúc này, một cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông đột nhiên kéo tới. Đó chính là Diêm Quân. Dương Diệp nhíu mày và bước nhanh về phía trước, sau đó rút kiếm chém ra một phát. Trong không trung, Diêm Quân trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp ép phải lui lại trăm trượng. Nhưng trong phút chốc, Diêm Quân lại một lần nữa xông về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, phía sau Diêm Quân, những đại yêu cùng cường giả của vũ trụ bốn chiều cũng xông về phía bốn phía xung quanh. Rõ ràng, mục đích chủ yếu của bọn họ là phá hủy vũ trụ ba chiều, mà không phải là giết Dương Diệp. Bây giờ bọn họ đã rất khó giết chết được Dương Diệp. Hủy diệt căn bản của vũ trụ ba chiều. Bên dưới, người thần bí lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Diêm Quân mà hoàn toàn không có ý định tham dự vào. Ở bên cạnh hắn, Lệ Đế không nhịn được nói. Vì sao chúng ta không ra tay? Nếu như bây giờ chúng ta liên thủ, Dương Diệp này chắc chắn sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Tuy Dương Diệp rất yêu nghiệt, rất khủng khiếp, nhưng tuyệt đối đánh không nổi người thần bí cùng Diêm Quân liên thủ. Theo bọn họ thấy, ngoại trừ Thiên Mệnh ra, không có người nào có thể đối phó được với người thần bí cùng Diêm Quân liên thủ. Bây giờ người thần bí vừa ra tay, Dương Diệp gần như sẽ phải xong đời. Người thần bí liếc nhìn Lệ Đế. Vậy sau khi giết Dương Diệp thì sao? Lệ Đế nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung. Giết Dương Diệp, như vậy sẽ chỉ còn lại chúng ta. Bây giờ Diêm Quân đã lựa chọn nữ tử kia, không còn Dương Diệp, chúng ta chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Nghe vậy, đám người Lệ Đế càng nhíu chặt chân mày. Lúc này bọn họ mới nhớ tới Diêm Quân cuối cùng vẫn lựa chọn Thiên Mệnh. Mà bọn họ lại muốn đối đầu với Thiên Mệnh a. Đúng lúc này, Lệ Đế đột nhiên nói. Vì sao chúng ta không lựa chọn theo Thiên Mệnh? Vừa dứt lời, người thần bí kia đột nhiên xoay người, tay phải chộp về phía Lệ Đế. Lệ Đế biến sắc, hắn căn bản không có nghĩ đến người thần bí lại đột nhiên ra tay với mình. Hắn muốn nhanh chóng lùi lại nhưng đã không kịp nữa. Tay của người thần bí đã nắm lấy cổ họng của hắn. Người thần bí nhìn chằm chằm vào Lệ Đế. Theo nàng à, ngươi biết năm đó nàng đã làm gì với ta không? Cho dù thần hồn của ta đều bị diệt, cũng không có khả năng cúi đầu với nàng. Theo người thần bí vừa dứt lời, Lệ Đế trực tiếp bị chấn động đến ngoài trăm. Trương, vẻ mặt Lệ Đế có chút khó coi nhưng không nói gì thêm. Bởi vì một khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được sát ý của người thần bí trước mắt này. Vậy bây giờ bọn ta nên làm thế nào? Tả Mạc đột nhiên hỏi. Diêm Quân đột nhiên phản chiến, đừng nói là Dương Diệp, chính là bọn họ cũng trở tay không kịp. Bởi vì ngay từ lúc đầu, giao hẹn giữa bọn họ cùng Diêm Quân cũng không phải là vậy. Người thần bí ngẩng đầu liếc nhìn qua Diêm Quân cùng Dương Diệp trong không trung. Lúc này Dương Diệp đã không phải là Dương Diệp trước đây, Diêm Quân căn bản không có khả năng dựa vào sức một mình giết hắn được. Diêm Quân cũng biết mình không giết được hắn, cho nên hắn sẽ kiềm chế Dương Diệp. Để cho vũ trụ bốn chiều đánh tan vũ trụ ba chiều. Về phần chúng ta, mọi người nhìn về phía người thần bí, chậm rãi chờ đợi câu nói tiếp theo. Người thần bí khẽ nói. Giúp Dương Diệp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Giúp Dương Diệp sao? Tất cả mọi người cho rằng mình đã nghe nhầm. Lệ Đế nhìn thẳng vào người thần bí. Ngươi xác định chứ? Người thần bí nói. Một khi Dương Diệp chết, chúng ta chính là mục tiêu kế tiếp của Diêm Quân. Cho nên Dương Diệp không thể chết được. Đương nhiên chúng ta cũng không cần ra tay vào lúc này. Nếu như bây giờ trợ giúp hắn giết Diêm Quân, lấy tính cách của Dương Diệp này thì không phải tới tìm ta mà chính là đi tìm nữ tử kia. Không quan tâm hắn tìm ai đều không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Dương Diệp tìm hắn thì hắn sẽ gặp phiền phức. Tìm nữ tử kia thì Dương Diệp rất có thể sẽ chết. Bây giờ, thực lực của Dương Diệp đã đạt đến trình độ nhất định. Hắn không hy vọng Dương Diệp lại chết như vậy.
Người thần bí xoay người rời đi. Đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đám người Tá Mạc do dự một lúc nhưng vẫn đi theo, nhưng Lệ Đế lại không đi cùng. Lệ Đế ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Diệp trong không trung, trong mắt đầy sát ý. Ngoài hơn 10 vạn trượng, Thụ Vô Biên bên cạnh người thần bí đột nhiên nói. Lệ Đế hắn. Người thần bí khẽ nói. Đó là lựa chọn của bản thân hắn. Đương nhiên nếu như để cho hắn biết thực lực thật sự của Dương Diệp giờ phút này, hắn sẽ không lựa chọn như vậy. Trong cả thiên địa, người thật sự hiểu rõ thực lực của Dương Diệp chính là hắn cùng Diêm Quân. Bây giờ Dương Diệp không có khả năng là mệnh cảnh, mà là phá mệnh cảnh, hơn nữa còn không đơn thuần là phá diệt cảnh, còn nắm giữ hai loại kiếm đạo cực đoan kiếm đạo ma, kiếm đạo sinh tử, ngoài ra, kiếm của hắn còn đạt tới trình độ phàm kiếm. Phàm kiếm. Đây mới là chí mạng nhất. Trước kiếm đạo ma của hắn thật ra cũng không mấy mạnh mẽ, nguyên nhân rất lớn là do một cảnh giới kiếm đạo của hắn. Bởi vì khi đó hắn còn chưa đạt được phàm kiếm, nhưng khi đạt được phàm kiếm, cộng thêm hai kiếm đạo cực đoan của hắn, vậy thì không phải đơn giản như một cộng một nữa. Hắn thấy, bây giờ trong trời đất này chỉ có nữ tử trên đám mây mới có khả năng dễ dàng giết được Dương Diệp. Chúng ta đi đâu? Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi. Hai tay của người thần bí kéo nhẹ, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra, mọi người bước vào trong khe nứt không gian này, áo bào màu đen trên thân của người thần đột nhiên biến mất. Khi thấy bản thể của người thần bí, ngoại trừ Thụ Vô Biên ra, đám người Tá Mạc đều sửng sốt. Người thần bí cũng không phải là người. Mặc dù là hình người nhưng hắn thật sự không phải là người. Người thần bí đi tới cách đó không xa, hai tay hắn vẫy một cái vào trong không trung, rất nhanh. Sáu cây cột màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong không gian đóng kín này, mỗi cây cột dài đến 1000 trượng, chiều rộng cũng chừng mấy trăm trượng. Sáu cây cột hiện lên hình tròn sừng sững ở trong không gian vô tận. Mà ở trên sáu cây cột này có 5 cây có bức tượng yêu thú cực kỳ khổng lồ, mỗi một bức tượng thoạt nhìn như vật chết, nhưng lại cho tất cả mọi người ở đó có một cảm giác áp bách vô hình. Người thần bí mở tay phải ra, một bóng đen từ trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng hiện ra. Bóng đen này theo gió tăng vọt, rất nhanh xuất hiện một con rồng lớn bay lượn trong không trung. Thụ Vô Biên ngẩng đầu nhìn những dị thú trên cây cột. Thương Phượng, Huyền Quy, Lệ Hổ, Ma Long, Yêu Kỳ Lân, Thập Vĩ Yêu Hổ. Đây đều là những ác thú siêu cấp thời đại thiên đạo. Gần đây tồn tại tổ ác thú. Nàng nhìn về phía người thần bí. Nghe đồn bọn họ ở thời đại thiên đạo đã bị thiên đạo chém giết, lẽ nào? Bọn họ đều còn sống sao? Người thần bí gật đầu. Bọn họ chỉ là bị phong ấn thôi. Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Ở trong ấn tượng của ta, những tồn tại này đều vô cùng hung bạo, nếu như bọn họ tỉnh lại thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Nàng là thần thụ linh trong trời đất nên hiểu rõ về lịch sử của vũ trụ ba chiều này. Mà những yêu thú trước mắt, không đúng, không thể gọi chúng là yêu thú, chắc hẳn phải gọi là ác thú, vũ trụ ba chiều ở trong hỗn độn sơ khai là thiên hạ của ác thú. Chỉ có người trải qua thời đại kia mới có thể có lĩnh hội được sự hung ác của những ác thú này. Người thần bí khẽ nói. Đến thời điểm này, người cảm thấy còn có hậu quả gì tệ hơn bây giờ nữa sao? Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Người muốn để bọn họ đối phó với thiên mệnh sao? Người thần bí khẽ nói. Thử xem đi. Thụ Vô Biên muốn nói lại thôi. Người thần bí khẽ cười nói. Người vẫn cảm thấy rất tệ sao? Thụ Vô Biên gật đầu. Nàng trải qua thời đại vũ trụ ba chiều bị ác thú hoành hành, nhưng cũng trải qua thời đại thiên mệnh, đặc biệt ở thời đại thiên mệnh kia, nàng không chỉ trải qua còn từng đại chiến cùng thiên mệnh. Khi đó cũng là thời kỳ đỉnh phong của nàng. Nhưng nàng thất bại. Rất nhiều người không hiểu tại sao Diêm Quân lại quỳ xuống thuần phục thiên mệnh, nhưng nàng cùng người thần bí hiểu rõ. Người đã giao đấu cùng thiên mệnh mới có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của nàng. Đó là tồn tại lấy sức lực của một người trấn áp vũ trụ 4 chiều cùng vũ trụ 3 chiều vô số năm. Người thần bí đi tới mấy cây cột tối tăm ở giữa và nhìn từng con ác thú trên cột. Giống như Dương Diệp, chúng ta ngoại trừ liều mạng thì đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi giơ lên. Nếu như có ác thú này sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc. Am am, đột nhiên, những cây cột xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động. Sắc mặt đám người Tá Mạc thoáng biến đổi, tất cả đều lui về phía sau, không dám tới quá gần. Bọn họ đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong,
nhưng cường giả mệnh cảnh đỉnh phong không có khả năng chống lại những tồn tại trước mắt. Dần dần, ở một vài cây cột ở đó bắt đầu chấn động kịch liệt, sau xê đó rạn nứt. Vạn giới thành. Giờ phút này, vạn giới thành đã hoàn toàn trở thành một mảnh đổ nát, người bên trong thành thì kẻ chết, kẻ chạy trốn. Ở trên không trung của vạn giới thành, từng tiếng kiếm ngân cùng tiếng nổ lớn liên tục vang vọng lên. Bên dưới, Đinh Thược Dược nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này, lão già đeo giỏ trúc đã xuất hiện ở bên người của nàng. Bọn họ đi rồi sao? Đinh Thược Dược hỏi. Lão già đeo giỏ trúc gật đầu. Xác định đã rời đi rồi. Bọn họ nói tới đám người thần bí. Sở dĩ lão già đeo giỏ trúc ẩn nấp không ra tay chính là để phòng người thần bí kia. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Xem ra, bọn họ cùng Diêm Quân đã phát sinh mâu thuẫn, người thần bí kia không muốn nương nhờ thiên mệnh. Lão già đeo giỏ trúc gật đầu. Chắc là vậy. Đinh Thược Dược khẽ nói. Kể từ đó, tình thế vẫn có lợi cho chúng ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này tình hình của vũ trụ ba chiều vẫn không ổn, ở dưới tình huống được Dương Diệp kiềm chế, cường giả mệnh cảnh bên vũ trụ ba chiều căn bản không có cách nào chống lại vũ trụ bốn chiều, nếu như không phải có một ít trận pháp của trận lão giúp đỡ, sợ rằng cường giả mệnh cảnh bên phía vũ trụ ba chiều đã sớm chết sạch. Lão già đeo giỏ trúc trầm giọng nói. Nhà đầu, ngươi nói thử suy nghĩ của ngươi xem. Bây giờ, tình hình vũ trụ ba chiều đặc biệt không ổn, nhất định phải có cách đối phó. Đinh Thược Dược nói. Trận lão. Nàng vừa dứt lời, một lão già có chút chật vật xuất hiện trước mặt ở Đinh Thược Dược. Vừa rồi vạn giới thành bị phá, trận pháp trong thành tự nhiên cũng bị phá, hắn là đứng mũi chịu sào. Nếu như không phải lão già đeo giỏ trúc đúng lúc ra tay trợ giúp, hắn đã chết rồi. Đinh Thược Dược im lặng rất lâu, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cần tử chiến, vừa đánh vừa lui. Cường giả bên vạn giới thành ngẩn người khi nhận được mệnh lệnh của Đinh Thược Dược, nhưng chẳng bao lâu bọn họ liền hiểu rõ ý của nàng. Tử chiến thì bọn họ tuyệt đối chiến không lại. Vừa đánh vừa lui chính là kéo dài thời gian, đánh du kích, kể từ đó, cường giả bên vũ trụ ba chiều lại có thể có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ vạn giới thành không có ai, người của Vĩnh Hằng Quốc cơ bản đều rút lui ra ngoài. Nói đơn giản một chút, Đinh Thược Dược muốn buông tha Vĩnh Hằng Quốc. Bọn họ không thể không buông tha. Các cường giả mệnh cảnh bắt đầu vừa đánh vừa lui, kéo dài chiến trường ở đó thành rất nhiều chiến trường nhỏ. Gào. Lúc này, một vị ma nhanh thú đột nhiên từ trong không trung đáp xuống, mục tiêu của nó chính là Đinh Thược Dược bên dưới. Sắc mặt Đinh Thược Dược không hề thay đổi, lão già đeo giỏ trúc ở bên cạnh nàng đột nhiên bước tới, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó kéo nhẹ xuống dưới. Một nắm tay khổng lồ mờ ảo đột nhiên hiện ra trong không trung, sau đó chợt nện vào trên ma nhanh thú kia. Ma nhanh thú bị đập mạnh xuống. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng Diêm Quân. Tiền bối có thể tham dự vào không? Lão già đeo giỏ trúc ngẩng đầu nhìn về phía khu vực kia. Lúc này, khu vực đó đã bị vô số kiếm quang cùng với hỏa lôi bao trùm. Sau một lát, lão già đeo giỏ trúc lắc đầu. Không thể. Thực lực của hai người bọn họ gần như là đỉnh phong nhất trong thiên địa rồi. Ta nhúng tay cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Vậy làm phiền tiền bối giúp ta kiềm chế năm cường giả mệnh cảnh đỉnh phong xung quanh. Tất nhiên được rồi. Lão già đeo giỏ trúc nói xong, người đã lập tức biến mất. Trong không trung. Một ma nhanh thú đột nhiên bay ra ngoài không trung. Đinh Thược Dược có chút chấn động, thực lực của lão già giỏ trúc quá mạnh. Bốn con ma nhanh thú gần đấy đều bao vây lão già đeo giỏ trúc. Rõ ràng, vũ trụ bốn chiều bên này cũng phát hiện ra sự mạnh mẽ của lão già đeo giỏ trúc. Đinh Thược Dược nhìn về phía vòng xoáy tối tăm trong tinh không chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trong vòng xoáy này liên tục có cường giả vũ trụ bốn chiều lao ra. Phần lớn những cường giả này đều không phải là cường giả mệnh cảnh, thậm chí còn vài người tương đối yếu, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là cường giả vạn giới thành. Mà là vạn giới. Từ trình độ nào đó mà nói, vũ trụ ba chiều thật ra đã rơi vào tay giặc. Mà ở trong tinh không nào đó, một tên kiếm tu đang đi về phía đám mây nào đó. Trong tinh không, kiếm tu chậm rãi đi về phía trước, tốc độ của hắn không nhanh, chỉ giống như đang bước chậm. Mà thôi, các đời kiếm tu đều suy nghĩ trong lúc giang di.
Hắn suy nghĩ về rất nhiều điều, kiếm đạo chỉ là một điều trong đó. Kiếm đạo của kiếm tu là kiếm đạo vô tình, tinh túy của kiếm đạo vô tình dĩ nhiên chính là không suy nghĩ. Trong lòng không lo lắng, kiếm lại không có bất kỳ ràng buộc nào. Loại kiếm này dĩ nhiên là khủng khiếp. Mà trong khoảng thời gian này, đặc biệt sau khi từ vũ trụ bốn chiều đi ra, kiếm tu phát hiện mình hình như thiếu một chút gì đó. Hắn vẫn luôn tự suy nghĩ, thứ hắn theo đuổi chính là mức độ cao nhất của kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo vô địch. Hắn đi rất nhanh, nhanh đến mức rất ít người có thể đuổi kịp bước chân của hắn, phải nói là hắn đã đi tới trước vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều. Trên con đường kiếm đạo đỉnh phong tịch mịch, cũng trống rỗng và mờ mịt. Hắn đã sắp đi tới cuối con đường, vậy sau điểm cuối lại là gì? Hắn sẽ đi tiếp sao? Hắn có thể đi không? Hắn sẽ đi như thế nào? Hắn không phải là nữ tử trên đám mây, mục đích của hắn vẫn luôn rất đơn giản. Cầu bại. Hắn chỉ muốn bại một lần. Kiếm tu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hắn xuyên qua rất nhiều không gian đến trên đám mây. Trên đám mây, nữ tử ngồi trước bàn cờ dường như có cảm ứng, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, khóe miệng hơi cong lên. Sắp tới rồi sao? Kiếm đạo rất vô tình, không được. Kiếm tu thu hồi mạch suy nghĩ, hắn bắt đầu đi về phía hướng đó. Chỗ đó cũng không phải vũ trụ ba chiều, cũng không phải vũ trụ bốn chiều, hắn có thể cảm nhận được chỗ đó tồn tại, nhưng không có cách nào cảm ứng được chính xác vị trí ở nơi đó. Đương nhiên, những điều này đều không phải là vấn đề, bởi vì hắn cảm ứng được phương hướng thì cứ theo hướng này là được. Về phần trên đường đi, không cái gì mà một kiếm không thể san bằng được. Trên đám mây, nữ tử vẫn ở một mình chơi cờ, tuy nhiên lần này nàng đã không có đối thủ. Dường như nghĩ đến điều gì, nữ tử đặt tay phải ở trên hành đạo kiếm và vỗ nhẹ một cái. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang vọng ở trên đám mây, một đường kiếm quang đột nhiên trực tiếp xuống, sau đó đi qua từng tầng không gian, cuối cùng tới trong tinh không trên đỉnh đầu của kiếm tu kia. Kiếm tu ngẩng đầu, ngón cái khẽ ngoắc. Thanh kiếm đã rời khỏi vỏ. Trong tinh không, hai thanh kiếm đâm vào nhau. Mũi kiếm đối diện với mũi kiếm. Suy! Trong nháy mắt, cả trong tinh không đột nhiên bị nghiền nát. Sau một lát, một thanh kiếm rơi vào trước bàn cờ trên đám mây. Bên cạnh thần thụ, nữ tử nhìn xuống dưới đám mây và cười nói. Có chút thú vị. Kiếm tu không nói chỉ thu kiếm và tiếp tục đi tới. Đối với kiếm tu, hắn không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Vũ trụ ba chiều đã trở thành đống đổ nát, trên không trung của vạn giới thành. Từng tia kiếm quang đột nhiên bắn ra giống như pháo bông, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian nơi đó lập tức vỡ nát chôn vùi, rất nhanh tất cả không trung phía chân trời đã biến thành hình mạng nhện rất lớn. Rất nhanh, hai bóng người tách ra. Dương Diệp cầm kiếm đứng đó, không gian dưới chân hắn đang chấn động kịch liệt, cách hắn ngoài trăm trượng là Diêm Quân. Hai người giao đấu tới nay, không ai làm gì được ai. Diêm Quân liếc nhìn xung quanh. Lúc này vũ trụ bốn chiều đã chiếm thế thượng phong, một khi cường giả mệnh cảnh vũ trụ ba chiều chết hết, vũ trụ ba chiều cơ bản lại chết. Đương nhiên hắn biết rõ, bây giờ quan trọng nhất là thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này tồn tại sẽ làm tất cả đều trở thành biến số. Diêm Quân hơi trầm ngâm, sau đó nói. Dương Diệp, vì sao ngươi phải cố chấp bảo vệ vũ trụ ba chiều này? Nếu ngươi lựa chọn rời đi, con đường của ngươi có thể đi càng lâu càng dài hơn. Dương Diệp khẽ cười. Diêm Quân, nếu ngươi rời đi cũng có thể đi càng lâu hơn, không phải sao? Diêm Quân nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng trong mắt hắn chợt lóe lên một tia phức tạp. Chúng ta là cùng một loại người, đáng tiếc chúng ta có lập trường khác nhau. Nếu như ta giết ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ bỏ qua người thân của ngươi, đây là sự tôn trọng của ta đối với ngươi. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói không sai, chúng ta có lập trường khác nhau. Hắn liếc nhìn xuống dưới, tất cả vạn giới đã rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh. Loạn. Hắn chưa từng thấy qua một thế giới nào loạn như vậy. Đặc biệt vào thời điểm này, khi cường giả vũ trụ bốn chiều bước vào vũ trụ ba chiều, bên trong vũ trụ ba chiều cũng rối loạn. Dương Diệp hắn không phải là một người nhân từ, cũng không phải một người trong lòng mang muôn dân chăm họ, nhưng có một điểm là hắn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của người yếu, cảm nhận được sự tuyệt vọng của người yếu. Bởi vì hắn đã từng là người yếu. Có lẽ là vì lòng trắc ẩn, có lẽ là vì đồng tình,
có lẽ vì điều gì khác nữa khiến hắn cảm thấy mình nên làm điều gì đó. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ đi làm như thế. Hơn nữa, bây giờ có một đám người đi theo phía sau hắn, các thế lực lớn như chiến giới, hoang tộc, vạn giới, tiểu bạch, thược dược, thanh thi. Chiến. Chỉ có chiến đấu. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân, lần này, hắn không nói một lời, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như chim diều hâu lướt đi. Mà lúc này, Diêm Quân đột nhiên biến mất. Suy. Trong phía chân trời, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Đó là tiếng không gian bị cơ thể Diêm Quân cứng rắn xé rách. Dương Diệp đáp xuống đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn một nắm đấm lửa đã đánh tới. Hắn đã lĩnh giáo qua một chiêu này rất nhiều lần. Bản thân thần lôi thật ra không đáng sợ, đáng sợ là nó cùng Diêm Quân đã hoàn toàn hòa làm một thể. Khi vừa phát huy ra uy lực thì không hề tệ. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng không có hiệu lực đối với nó. Bởi vì thần lôi chính là Diêm Quân chính là thần lôi. Tiểu Bạch căn bản không có cách nào kiềm chế. Dương Diệp không dám khinh thường, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái và cầm kiếm phóng lên cao. Ong! Một tiếng kiếm ngân cắt sắc phía chân. Trời! Một luồng kiếm quang đâm vào trên. Nắm đấm kia. Am! Phía chân trời chấn động mạnh, hai người vừa tiếp xúc liền tách ra, nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp đột nhiên lao tới, chém một kiếm về phía Diêm Quân. Một kiếm này không chỉ có tốc độ cùng lực lượng, còn có sinh tử quyết tâm, khi Dương Diệp giao đấu cùng Diêm Quân, mỗi lần ra tay đều là sinh tử quyết, bởi vì hắn không dám có chút sơ suất, mỗi kiếm không dốc hết toàn lực thì có khả năng phải chết. Diêm Quân đối mặt với một kiếm này của Dương Diệp cũng không dám có chút sơ suất nào. Mỗi một kiếm của Dương Diệp đều có ý quyết sinh tử, hắn có chút lơ là thì sẽ thua toàn bộ. Diêm Quân nắm chặt tay phải lại, trong nháy mắt liền có một ngọn lửa trực tiếp che phủ toàn thân hắn. Hắn chắp hai tay lại trước ngực, trên hai tay có từng hỏa thần lôi không ngừng chấn động ra. Giờ phút này, không gian trong thiên địa đều bị thiêu đốt. Kiếm tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa thần lôi trên người Diêm Quân bay ra xung quanh, bản thân Diêm Quân còn liên tục lui lại. Vào giây phút đó, Dương Diệp tuyệt đối không thu tay lại, mà đứng dậy dùng một kiếm lại một kiếm chém xuống. Từng kiếm đều có ý phân sống chết. Ầm 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 ầm. Trong không trung, từng tiếng kiếm ngân cùng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng, mà Diêm Quân lại liên tục lui lại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã lùi đến trong tinh không vô tận. Hai người rời chiến trường đi. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, lòng tin cùng khí thế của tất cả cường giả vũ trụ ba chiều lập tức tăng vọt. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bọn họ sợ nhất chính là Dương Diệp ngã xuống. Đến lúc đó, tất cả mọi người cũng sẽ tiêu đời. Bởi vì không có người nào có thể ngăn cản được Diêm Quân. Nhưng bây giờ, Dương Diệp tự nhiên lại có thể áp chế Diêm Quân. Điều này làm cho khí thế cùng lòng tin của những cường giả của vũ trụ ba chiều kia gần như đã tăng vọt. Bên dưới, Đinh Thược Dược chậm rãi đi đến phía xa. Ở bên cạnh nàng chính là Trận Lão. Trận Lão mặc dù là mệnh cảnh, nhưng chiến lực thật sự quá mạnh. Đinh Thược Dược dẫn theo Trận Lão rời khỏi đống đổ nát vạn giới thành. Bọn họ đi tới trong dãy núi nào đó. Ninh Thược Dược vỗ nhẹ vài cái tay, rất nhanh liền có một đám người áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong đó có khoảng chừng 30 người. Người áo đen dẫn đầu quỳ một gối trước Ninh Thược Dược. Ra mắt quân sư. Những người trước mắt này đều là cường giả thần tộc. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Người áo đen nói. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Ninh Thược Dược dẫn theo Trận Lão tiến về phía trước, cách bọn họ không xa xuất hiện một đất bằng phẳng rộng lớn với diện tích khoảng chừng mấy vạn trượng, phía trên bày đủ loại bùa chú thần bí. Trận Lão nhìn về phía Ninh Thược Dược. Ninh cô nương, đây là... Ninh Thược Dược khẽ nói. Là một trận pháp được thần tộc ta thành lập từ rất lâu trước đây rồi, đương nhiên, ở trước mặt Trận Lão thì trận pháp này dĩ nhiên không đáng để nhắc tới. Trận Lão trầm giọng nói. Cô nương muốn ta thành lập một trận pháp một lần nữa sao? Ninh Thược Dược gật đầu. Có thể chứ? Trận Lão im lặng. Ninh Thược Dược. Vũ trụ ba chiều đang ở trong thế yếu, nếu như không có trận pháp gia tăng, căn bản không có cách nào chống lại cùng những cường giả vũ trụ bốn chiều kia. Ở đây có trận pháp tự nhiên thiên nhiên, linh khí thì có thể lấy từ chỗ của Tiểu Bạch cầm tới hồ lô linh khí, nhân thủ cũng đủ. Nói xong,
nàng quay đầu nhìn về phía Trận lão. Trận lão gật đầu. Vậy ta liền bắt đầu. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu và liếc nhìn người áo đen bên cạnh. Lời Trận lão nói cũng là lời ta nói. Người áo đen quỳ một gối xuống. Tuân mệnh. Ninh Thược Dược xoay người rời đi. Khi rời khỏi dãy núi này, Ninh Thược Dược đột nhiên ngừng lại, cách nàng trăm trượng có một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên này chính là Lệ Đế. Lệ Đế lạnh lùng nhìn Ninh Thược Dược. Ngươi chính là nữ nhân của Dương Diệp. Ninh Thược Dược mỉm cười. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc không dám đi tìm hắn, cho nên muốn tìm đến người bên cạnh hắn để uy hiếp hắn có đúng không? Lệ Đế nheo mắt lại, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Ninh Thược Dược khẽ cười nói. Lệ Đế, ngươi đã từng được coi như là một nhân vật, không ngờ lại rơi vào tình trạng này. Nhưng ta cũng có thể hiểu được, chó nóng còn nhảy tường. Lệ Đế khẽ nói. Ngươi còn có gì muốn nói nữa sao? Ninh Thược Dược mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thực lực của nàng không cao lắm, bởi vậy, nàng thậm chí không nhìn thấy được bóng dáng của Dương Diệp. Nhưng nàng biết Dương Diệp đang ở trong không gian này. Giờ phút này, trong đầu Ninh Thược Dược xuất hiện từng cảnh tượng khi ở bên cạnh Dương Diệp trước đó. Ninh Thược Dược nhẹ nhàng gỡ mái tóc phên vành tai. Thật ra, ta vẫn nợ ngươi một lời xin lỗi. Ta vẫn muốn nói nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội tốt. Bây giờ, người ta yêu, nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi. Phía xa, Lệ Đế đang muốn ra tay. Toàn thân Ninh Thược Dược đột nhiên bắt đầu bốc cháy. Thiêu đốt. Đây là linh hồn cùng cơ thể thiêu đốt. Ninh Thược Dược biết rất rõ ràng, một khi nàng bị Lệ Đế bắt sẽ gây bất lợi cho Dương Diệp. Khi đó, Dương Diệp sẽ bị Lệ Đế quản chế. Nàng không muốn chịu nhục, càng không muốn liên lụy Dương Diệp. Đối với nàng, chết là kết quả tốt nhất. Đúng lúc này, Lệ Đế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ninh Thược Dược, một chưởng của hắn đánh về phía nàng. Một chưởng này cách đỉnh đầu Ninh Thược Dược mấy tấc liền ngừng lại, một áp lực giống như sóng khi ép xuống người nàng, những ngọn lửa này lập tức biến mất, Ninh Thược Dược nhíu mày và nhìn về phía Lệ Đế, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Lệ Đế khẽ nói, thật hay cho một nữ tử trinh liệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc đầu, hắn thật sự muốn dùng Ninh Thược Dược tới uy hiếp Dương Diệp, hoặc giết Ninh Thược Dược làm cho Dương Diệp cảm nhận được đau khổ thật sự khi mất đi tình cảm chân thành. Hắn muốn báo thù. Nhưng trong nháy mắt khi Ninh Thược Dược tự cháy, hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy mình không phải là mình trước kia nữa. Trước kia, tuy hắn trốn thiên mệnh, nhưng chưa từng làm ra chuyện gì tệ hại. Lệ Đế hắn cũng xem thường làm những chuyện đó. Mà bây giờ, đối mặt với sự mạnh mẽ của Dương Diệp, hắn lại muốn giết nữ nhân bên cạnh để tổn thương Dương Diệp. Buồn cười, không đúng, là đáng xấu hổ. Chính hắn cũng cảm thấy có chút đáng xấu hổ trước hành vi của mình. Hắn là Lệ Đế đấy. Trước khi những lão quái vật này xuất hiện, Lệ Đế hắn cũng xem là nhân vật nổi danh ở trong vũ trụ ba chiều. Lệ Đế đi về phía xa. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi dãy núi. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm, cây cỏ bên trong phạm vi mấy vạn trượng đều biến mất sạch sẽ. Phá mệnh cảnh. Lấy tâm phá mệnh. Lệ Đế nhìn cơ thể của mình và cười tự giễu. Khổ luyện gần nghìn năm cũng chưa từng đạt được phá mệnh, không ngờ được mình cứu một nữ tử lại đạt tới. Người xưa thực sự không lừa ta, tu đạo tức là tu tâm. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và trực tiếp biến mất ở không trung. Hắn không đi tìm Dương Diệp, mà biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Phá mệnh. Giờ phút này hắn cũng là một trong những người mạnh nhất của thiên địa, mà giờ phút này, không chỉ có thực lực của hắn phát sinh biến hóa, tâm cảnh càng phát sinh biến hóa cực lớn. Ánh mắt hắn đã không còn dừng lại ở chút thù hận này nữa. Rất nhanh, Lệ Đế biến thành điểm đen biến mất ở trong tinh không. Trong dãy núi, Ninh Thược Dược nhìn hai tay của mình và đột nhiên cười, sau đó ngồi xuống. Nàng cứ ngẩng đầu nhìn vào trong tinh không, trên mặt xuất hiện ra nụ cười rạng rỡ không biết đã bao lâu chưa từng xuất hiện qua. Hóa ra, ta quan tâm ngươi như vậy. Trong nháy mắt trước khi chết, nàng mới chính thức phát hiện ra sâu trong nội tâm mình hóa ra để ý người kia như vậy. Phải nói là vẫn luôn để ý. Chỉ là, gia tộc từng khiến cho nàng áp chế phần để ý này. Sau một lát, Ninh Thược Dược bước nhanh về phía xa,
bước chân nhẹ nhõm chứ không giống như một đại quân sư quản lý rất nhiều thế vũ trụ ba chiều lực, giống như một thiếu nữ mới lấy lại được cuộc sống mới. Giờ phút này, trong nội tâm nàng không còn áy náy cùng áp lực trước kia nữa. Trong tinh không, ở trong mảnh tinh không này, cuộc đại chiến vẫn đang tiếp tục, Diêm Quân đã bị áp chế dưới sự công kích mạnh mẽ của Dương Diệp, mặc dù không có hoàn toàn bị áp chế, nhưng từ cục diện lại thấy được Dương Diệp đã chiếm thượng phong. Dương Diệp liều mạng, không thể nghi ngờ là có chút khủng khiếp, quan trọng nhất là hắn có hồng mông tử khí, về phương diện khôi phục cơ thể thì thế gian ít có người có thể so sánh với hắn. Một cuộc chiến đấu này gần như là một trận chiến đấu lâu nhất của Dương Diệp. Hơn nữa đến bây giờ vẫn không thể phân ra thắng bại. Trong tinh không, kiếm quang cùng hỏa thần lôi không ngừng chấp hiện. So với tinh không vô tận, kiếm quang này cùng hỏa thần lôi có vẻ nhỏ bé, nhưng mỗi lần chúng tiếp xúc với nhau, cả bầu trời sao sẽ chấn động run rẩy. Sức người thắng trời. Cứ kéo dài như vậy gần nửa canh giờ, theo một kiếm của Dương Diệp chém xuống, Diêm Quân ở cách hắn trong gang tấc bị một kiếm ép phải lui lại gần. Vạn trượng. Khoảng cách vạn trượng ở trong tỉnh không có vẻ gần như vậy, rõ ràng như vậy. Dương Diệp liếc nhìn bên dưới, lúc này, rất nhiều cường giả vũ trụ 4 chiều đã bước vào vũ trụ 3 chiều, khói lửa chiến tranh gần như đã lan tràn đến các nơi trong vũ trụ 3 chiều. Bản thân cường giả vũ trụ 4 chiều thật ra cũng không nhiều lắm, vũ trụ 3 chiều loạn phần nhiều chính là nội loạn. Ban đầu, có trật tự do hắn thành lập trấn áp thế lực khắp nơi, làm cho thế lực khắp nơi không dám làm loạn. Nhưng bây giờ, theo những cường giả của vũ trụ 4 chiều này tràn vào, những thế lực này bắt đầu điên cuồng thể hiện ra sự tàn nhẫn của bọn họ. Bây giờ thế giới này càng hỗn loạn hơn trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung, trên đám mây có một nữ tử đang nhìn xuống hắn, vẻ mặt tươi. Cười. Trật tự, cái này là trật tự của người sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử mà không nói gì. Nữ tử cười nói. Ngươi nhìn thấy không? Trật tự mà ngươi nói chẳng qua là một chuyện nực cười. Còn có một điểm nữa, ngươi có thể thấy rõ lòng của ngươi, tâm tư ban đầu không thay đổi, đây là chỗ hơn người của ngươi, nhưng không phải mỗi người trong thế giới này đều có thể thấy rõ tâm của mình, làm cho tâm tư ban đầu của mình không thay đổi giống như ngươi. Tay phải của nàng nhẹ nhàng lật một cái, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện hai quân cờ, một đen một trắng. Nữ tử khẽ cười nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Lời ấy nói đúng một nửa, còn có một nửa nữa, thật ra, thiện đồng thời cũng là ác. Ngây thơ vô tri cũng không có nghĩa là tuyệt đối thiện, mà khi đó, hắn còn chưa có năng lực làm ác. Tuy ngươi đã đạt được phá mệnh cảnh, nhưng ta biết ngươi không quá hiểu về điều ta lập ra cho cảnh giới này. Lấy tâm phá mệnh, đạo chính là tu tâm, tu luyện tâm cảnh viên mãn sẽ bị phá mệnh. Nhưng ngươi biết không, tâm cảnh ác cũng có thể đạt được phá mệnh. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi muốn nói gì? Nữ tử tươi cười càng thêm động lòng. Thế giới này, tất cả mọi thứ đều có hai mặt, giống như ngươi, có một mặt vô tình nhưng cũng có khi hữu tình. Ngươi muốn thành lập một trật tự mới, muốn cho tất cả mọi người thay đổi theo hướng ngươi muốn, nhưng ngươi không biết, đây là mạnh mẽ áp chế có ít tính cách trời sinh của con người. Có người trời sinh có tính thiện, nhưng có ít người trời sinh có tính ác. Tại sao lại bắt những người ác tới chấp nhận những người thiện này? Thiện ác. Dương Diệp có chút mờ mịt. Giống như lời nàng nói, có người thì thiện, nhưng có người thì ác, người thiện tuân theo bản tâm làm việc thiện, nhưng người ác cũng tuân theo bản tâm của mình làm ác. Điều này có gì sai sao? Có sai sao? Giọng nói nữ tử lại từ trên đám mây truyền đến. Ta đã từng lấy sức một mình cứu giúp vũ trụ ba chiều, bây giờ ta muốn hủy diệt vũ trụ ba chiều, người nói ta cuối cùng là thiện hay là ác? Ánh mắt Dương Diệp càng thêm mờ mịt. Tay phải của nàng nhẹ nhàng lật một cái, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện hai quân cờ, một đen một trắng. Nữ tử khẽ cười nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện, lời ấy nói đúng một nửa, còn có một nửa nữa, thật ra, thiện đồng thời cũng là ác. Ngây thơ vô tri cũng không có nghĩa là tuyệt đối thiện, mà khi đó, hắn còn chưa có năng lực làm ác. Tuy ngươi đã đạt được phá mệnh cảnh, nhưng ta biết ngươi không quá hiểu về điều ta lập ra cho cảnh giới này. Lấy tâm phá mệnh. Đạo chính là tu tâm, tu luyện tâm cảnh viên mãn sẽ bị phá mệnh. Nhưng ngươi biết không, tâm cảnh ác cũng có thể đạt được phá mệnh. Thiện ác. Trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện có một điểm loạn như vậy. Nữ tử nhìn lướt qua phía dưới đám mây, cuối cùng lại nhìn Dương Diệp. Ngươi còn chưa phát hiện ra sao?
Thế giới này có rất nhiều người trong nội tâm vốn có ma quỷ, giống như lúc này, vũ trụ 4 chiều xâm nhập vũ trụ 3 chiều, vũ trụ 4 chiều mới có bao nhiêu người. Nhưng tất cả các giới của vũ trụ 3 chiều lại đều rối loạn. Ta vừa mới nhìn qua, người chết ở dưới tay người của vũ trụ 4 chiều còn chưa bằng 1/4 đám người của vũ trụ 3 chiều tự giết lẫn nhau mà chết. Nói đến đây, nữ tử lắc đầu cười. Dương Diệp, lòng người phân ra thiện ác, có người muốn chọn thiện, có người muốn chọn ác, trên bản chất tuyệt đối không sai. Mặc cho người khác phát triển, thiện phải làm việc thiện, có thể, chỉ cần thực lực ngươi mạnh mẽ, vậy ngươi có thể làm việc thiện. Người làm ác cũng giống như vậy, người có dã tâm, muốn làm người trên người, muốn một lần công thành vạn cốt khô, chỉ cần ngươi có thực lực thì cứ thoải mái mà làm. Trật tự của ta chính là không giúp thiện cũng không giúp ác, mặc cho người khác phát triển. Đúng rồi, đơn giản một chút là người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Phía xa, Diêm Quân liếc nhìn vậy Dương Diệp có chút mờ mịt nhưng không nói gì, cũng không ra tay. Người tu đạo sợ nhất là gì? Tâm cảnh vỡ vụn. Ví dụ như người vẫn kiên trì một việc, người cảm thấy nó đúng, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện hóa ra là sai. Rõ ràng, bây giờ Ô Dương Diệp có khả năng có giai đoạn này. Lời của nữ tử này, từng chữ đều giết tâm. Trên đám mây, giọng nói nữ tử vang lên lần nữa. Không có ác tuyệt đối, cũng không có thiện tuyệt đối, vô số năm qua, một thế giới có người tốt lại có kẻ xấu. Cái người gọi là trật tự chính là ép ác nâng thiện. Nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chỉ vừa có cơ hội, những người ác sẽ bạo phát, bọn họ sẽ càng ác hơn trước. Không chỉ có vậy, bởi vì trước đó ngươi áp chế nên bây giờ bọn họ lại giống như những con sói bị bỏ đói rất nhiều ngày, bọn họ sẽ điên cuồng đi thu lợi ích, điên cuồng để lộ ra mặt ác ở sâu trong nội tâm mình. Không. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên đám mây. Ngươi sai rồi. Nữ tử nheo mắt lại. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử. Ngươi nói có vài lời rất đúng, thế gian có thiện ác, trong lòng mỗi người đều có một con ác ma. Nhưng sai chính là sai, đúng chính là đúng, thiện chính là thiện, ác chính là ác. Thế giới này, kẻ ác ít một chút, như vậy thế giới lại tốt hơn một chút. Hắn cười. Ngươi cũng nói người mạnh là vua, như vậy khi Dương Diệp ta mạnh mẽ, ta lại muốn thành lập trật tự thuộc về ta chính là muốn ép ác, đây là ý nghĩ nội tâm của ta. Ta tuân theo ý nghĩ trong lòng ta không sai. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp ta yếu, như vậy thế giới này như thế nào ta không thể can thiệp. Nhưng bây giờ, Dương Diệp ta lại muốn thế giới này tuân theo trật tự do ta thành lập. Mẹ nó ai không phục cũng chẳng sao, qua giết ta làm ta chết đi, tới khi đó thế giới này thiện ác cũng không sao, tất cả đều do ngươi tới định đoạt. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt. Kiếm đạo trật tự mới thành lập. Thiện ác. Thế giới này phân ra thiện ác, có vài người ác, có vài người thiện, hắn không có khả năng ngăn chặn tất cả cái ác. Nhưng, trật tự của hắn chính là ép ác. Xã hội này cần phải trật tự, nói trắng ra một điểm chính là cần phải có pháp. Luật. Thế giới không có pháp luật, vậy sẽ trở thành một thế giới thế nào? Người người không e ngại gì, người người theo ý mình, người người tùy ý làm bậy. Khi đó lương tâm mất đi, đạo đức không có, nhân tính vặn vẹo. GT269307. Thế giới này chính là địa ngục nhân. Gian. Dương Diệp hắn từ đại lục huyền giả đến, đại lục huyền giả là một thế giới nhỏ không thể nhỏ hơn, có thể nói hắn đã từng yếu như con kiến, hắn có thể lĩnh hội được thế giới người mạnh là vua, người yếu là bất đắc dĩ tới mức. Nào, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm tổ trong tay hắn lại rung lên. Tiếng kiếm ngân chấn động những ngôi sao ở phía chân trời. Kiếm đạo trật tự. Trước kia, thật ra hắn đã lĩnh ngộ kiếm đạo trật tự, không đúng, phải nói khi đó kiếm đạo trật tự của hắn chỉ có một giàn giáo mơ hồ, bây giờ hắn mới thật sự là lĩnh ngộ kiếm đạo trật tự. Trật tự, không đơn thuần là thành lập trật tự, mà là phải thật sự lĩnh ngộ thế nào là trật tự. Mà giờ phút này, lời nói đau lòng của nữ tử không chỉ không phá tâm cảnh của hắn, trái lại làm cho hắn càng thêm kiên định với nội tâm của mình. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp bên dưới, sau một hồi lâu, nàng cười nói. Kiếm đạo trật tự, rất thú vị. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử trên đám mây. Ngươi nhận một kiếm của ta chứ? Nhận một kiếm của ta. Giọng nói này rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một sự tự tin.
Phía xa, Diêm Quân liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đã từng nói với Thiên Mệnh như vậy, khi đó hắn cũng tự tin giống như Dương Diệp bây giờ. Hắn cảm thấy trong thiên địa, không cái gì là không thể chiến thắng. Sự thật chứng minh ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp bên dưới, trên mặt nàng vẫn kèm theo nụ cười thản nhiên. Ta nhận của ngươi một kiếm sao? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử gật đầu cười. Tốt. Nàng vừa nói dứt lời, ở trong không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp lặng lẽ hiện ra một ảo ảnh. Đó chính là phân thân của nữ tử kia phân tới. Dương Diệp nhíu mày, bản thể của nữ nhân này vẫn không xuất hiện. Nữ tử dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, cười nói. Bản thể của ta không đến, không phải vì khinh thường ngươi. À không đúng, ta quả thật khinh thường ngươi. Ngươi đến đây đi, ra kiếm. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, trong phút chốc hắn lập tức biến mất. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Một kiếm này là kiếm đạo sinh tử. Một kiếm quyết sinh tử. Phía xa, nữ tử vẫn chưa ra kiếm, nàng đưa hai ngón tay ra sau đó nhẹ nhàng kẹp một cái. Kiếm chỉ. Kiếm của Dương Diệp ngừng lại, toàn thân kiếm phát ra kiếm quang lập tức tiêu tan thành mây khói. Dương Diệp cùng nữ tử cách nhau rất gần, kiếm của hắn lại không thể nào động đậy. Một kiếm sinh tử lại bị nữ tử trước mắt lấy ngón tay kẹp lấy như thế. Tuy nhiên, trong mắt Dương Diệp không hề tức giận, tay phải hắn chợt xoay tròn, kiếm khẽ run lên và có chút dấu hiệu buông lỏng. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Dương Diệp lập tức lùi đến ngoài trăm trượng. Dương Diệp cúi đầu liếc nhìn kiếm trong tay mình, kiếm đã tách ra, nếu như không phải máu tươi của hắn liên tục rót vào trong đó, sợ rằng kiếm đã vỡ. Phía xa, nữ tử cười nói. Biết vì sao ta có thể nhẹ nhàng đỡ được kiếm của ngươi không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Ngươi lợi hại chứ gì nữa? Nữ tử cười nói. Đó là một mặt, còn nữa, đó là gió kiếm đạo sinh tử này của ngươi vẫn thiếu một chút. Vừa rồi ngươi tuy có lòng muốn một kiếm quyết sinh tử, nhưng cuối cùng tâm cảnh của bản thân không thật sự bằng lúc rơi tuyệt cảnh, lúc ngươi thật sự cảm thấy tình trạng đã không thể sống. Một kiếm này của ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cũng chỉ có lúc đó, một kiếm này của ngươi mới có thể tạo ra chút uy hiếp đối với ta. Về phần bây giờ, tuy đã dáng vẻ ban đầu nhưng có chút non nớt. Nói xong, nữ tử xoay người rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, nàng đã ngừng lại, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Sử dụng kiếm đạo trật tự của ngươi thử xem. À không được, tuy kiếm đạo trật tự của ngươi đã thành nhưng ngươi tuyệt đối chưa học được cách vận dụng nó. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử. Lấy thực lực của ngươi mà muốn hủy diệt vũ trụ ba chiều là chuyện dễ dàng. Hai ngón tay của nàng nhẹ nhàng chuyển động hành đạo kiếm. Ta đã hứa với nàng sẽ không đích thân hủy diệt vũ trụ ba chiều. Ngươi biết đấy, chúng ta luyện kiếm thì không thể làm chuyện trái với lương tâm tình. Hơn nữa, ta rất tôn trọng nàng. Ánh mắt nàng rơi vào chỗ bụng Dương Diệp. Linh tổ này, ta chắc chắn phải có. Dương Diệp khẽ nói. Ai dám động vào nàng, lão tử xé xác kẻ đó. Nữ tử mỉm cười, cơ thể dần dần trở nên mò ao. Ngươi có thể giết chết hắn. Diêm Quân đột nhiên mở miệng. Lấy thực lực của nữ tử này bây giờ, muốn giết Dương Diệp thật ra không gì lo lắng. Thực lực của nàng đã mạnh mẽ đến mức cho dù là Dương Diệp cộng, thêm hắn cũng không có cách nào chống lại. Cái vũ trụ này trước có đạo, sau có trời. Mà bây giờ... Nữ nhân này đã vượt qua hai điều trên. Nữ tử liếc nhìn Diêm Quân, thế giới này, đáng buồn nhất là khi ngươi không cảm giác được nguy hiểm. Diêm Quân nhìn thẳng vào nữ tử. Sở dĩ kết quả cuối cùng của rất nhiều người cường đại không tốt, là bởi vì bọn họ tự phụ. Nữ tử mỉm cười. Tịch mịch như tuyết, ngươi không hiểu đâu. Vừa dứt lời, nữ tử đã hoàn toàn biến mất khỏi đó. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Diêm Quân. Ngươi nghe rõ chưa? Diêm Quân khẽ cười. Ngươi biết không, trước kia, khi ta trở thành người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, ta cũng như nàng vậy, cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian đều không có gì uy hiếp được ta. Nhưng sự thật chứng minh ta là ếch ngồi đáy giếng. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi không giết được nàng đâu. Dương Diệp lắc đầu. Không sao, giết được hay không không quan trọng, quan trọng là ta nhất định sẽ đi giết nàng. Diêm Quân nhìn thẳng vào Dương Diệp.
Nếu như không phải chúng ta có lập trường khác nhau, Diêm Quân ta bằng lòng kết giao với một người bạn như ngươi vậy. Đáng tiếc, chúng ta và vũ trụ ba chiều nhất định phải có một bên biến mất. Vừa dứt lời, toàn thân Diêm Quân đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Trong một chớp mắt này, tất cả trong tinh không đều sôi trào. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Giờ phút này, trong đầu hắn không có Diêm Quân, chỉ có cảnh tượng vừa rồi khi nàng lấy tay ngón tay đón lấy kiếm của hắn. Sở dĩ hắn khiêu chiến nàng, thật ra chính là đang cầu được bại. Hắn đạt tới kiếm đạo trật tự, nhưng giống như nàng nói, hắn vẫn không hiểu cách vận dụng lực lượng của trật tự. Hơn nữa, hắn phát hiện ra kiếm đạo sinh tử quyết có khuyết điểm, bởi vì gần đây hắn thi triển sinh tử quyết kiếm đạo cũng không có cường đại như lần đầu tiên thi triển ra. Hắn khiêu chiến với nàng với mục đích chính là muốn tìm được khuyết điểm kiếm đạo của mình. Hắn đã tìm được tâm cảnh trước đây, khi lần đầu tiên thi triển kiếm đạo sinh tử khác với bây giờ. Khi mình thật sự trong tình cảnh sống chết và sự tưởng tượng lại có khác biệt rất lớn. Kiếm đạo sinh tử uy lực được quyết định bởi tâm cảnh. Mà về kiếm đạo trật tự, hắn phát hiện mình không có chút manh mối nào. Đương nhiên, hắn vẫn có thu hoạch. Hắn sẽ không cố ý đi xây dựng tâm cảnh sinh tử gì Deto. Nên thế nào thì cứ thế, tất cả không cần bắt buộc. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, bởi vì Diêm Quân đã đi tới trước mặt của hắn. Hắn cứ nhìn Diêm Quân đi tới trước mặt như vậy, rất nhanh, kiếm của hắn ra. Lần này hắn ra kiếm gần như là theo bản năng a. Không gì tâm sinh tử quyết, chỉ có một kiếm vô cùng bình thường. Bởi vì thực lực của Diêm Quân trước mắt căn bản không đủ để ép hắn vào đường cùng. Nhưng chính là một kiếm thoải mái này. Toàn thân Diêm Quân phát ra hỏa thần lôi trực tiếp tiêu tan thành mây khói, bản thể của hắn lập tức lùi đến ngoài vạn trượng. Trong quá trình Diêm Quân lùi lại, không gian bị chôn vùi, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Diêm Quân ngừng lại và nhìn bụng của mình, nơi đó có một vết kiếm sâu đã xuyên qua bụng hắn. Hắn hơi trầm ngâm và ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Một kiếm này của ngươi mạnh hơn trước. Tất nhiên, một kiếm này không có sự cố ý trước đó, nó chính là một kiếm. Chết! Dương Diệp liếc nhìn kiếm trong tay mình và bước về phía trước một bước, trong nháy mắt tới trước mặt Diêm Quân, hai tay Diêm Quân giơ lên, hai hỏa thần lôi đột nhiên từ hai tay hắn trực tiếp phun trào ra như núi lửa vậy. Dương Diệp vẫn chém ra một kiếm này lại giống như gió nhẹ phất qua mặt. Lại giống như chi âm chi kỷ. Đơn giản, tùy ý, tự nhiên. Hoàn toàn là một kiếm tự nhiên. Suy suy. Hai ngọn lửa trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp cắt ra. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp trực tiếp bay ra, chém về phía Diêm Quân. Lần này Diêm Quân không hề né tránh, mà lấy tay trái giơ ngang về phía một kiếm này. Cùng lúc đó, tay phải hắn mang theo một tia chớp đánh vào bụng của Dương Diệp. Suy. Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng một cánh tay của Diêm Quân cũng bị cắt đứt. Một phía khác, tay trái của Dương Diệp nhẹ nhàng đè một cái về phía sau. Hắn nhất thời ngừng lại và nhìn về phía Diêm Quân, tay trái của Diêm Quân đã khôi phục lại bình thường. Cường giả đến loại cấp bậc như Diêm Quân vậy, chân bị đứt mọc ra thật sự quá đơn giản, đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn làm mà không phải trả giá. Một kiếm kia cũng làm cho hắn mất rất nhiều nguyên khí. Dương Diệp liếc nhìn vũ trụ ba chiều bên dưới, giờ phút này hắn đã mất đi kiên trì lãng phí thời gian cùng Diêm Quân. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân, đúng lúc này, Diêm Quân đột nhiên nói. Tới đi, để cho ta xem thử, kiếm đạo sinh tử công thêm kiếm đạo ma của ngươi, còn có kiếm đạo trật tự rốt cuộc mạnh tới mức nào. Tay phải hắn mở ra, trong lòng bàn tay hắn là một đóa hoa sen màu đen tuyền. Diêm Quân khẽ nói. Ban đầu, ta không tính giết ngươi, tuy nhiên ta thật sự không làm gì được ngươi. Đóa hoa sen màu đen đột nhiên xoay tròn. Kiếm đạo của Dương Diệp càng lúc càng hoàn mỹ. Diêm Quân đã cảm giác bất lực khi đối mặt với Dương Diệp. Đặc biệt bất lực. Bây giờ, trong thiên địa đã không có mấy người có thể đỡ được kiếm của Dương Diệp. Hoa sen màu đen nhanh chóng xoay. Tròn trong tay Diêm Quân, sau đó phóng. Ra. Phía xa. Dương Diệp nhíu mày, tuy hắn không khiếp sợ, nhưng không dám sơ suất. Dù sao Diêm Quân cũng là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, chênh lệch giữa hai bên không quá lớn. Suy! Lúc này, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen màu đen, những hoa sen đen hiện lên mờ ảo,
nở rộ ở xung quanh của Dương Diệp, chúng cũng không phải là thực thể. Phía xa, Diêm Quân khẽ nói. Tử Hồ Liên, đây là bảo vật đứng đầu vũ trụ bốn chiều của ta, trong đó hấp thụ tử khí, âm khí, chọc khí của vũ trụ bốn chiều của ta gần 10 vạn năm. Tới đi, xê để ta xem kiếm của ngươi có thể chống đỡ không. Theo Diêm Quân vừa dứt lời, những đóa hoa sen này chậm rãi nở ra, hoa sen nở rộ là tử khí, cho ca xê khí, âm khí. Ba loại khí thể đặc biệt như sóng chiều phát ra trong không gian xung quanh Dương Diệp, Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động ra. Suy, kiếm quang khuếch tán ra theo hình tròn, trực tiếp xuyên qua những khí lưu này mà hoàn toàn không gặp cản trở, nhưng chúng tuyệt đối không biến mất. Ngược lại, kiếm quang của hắn chấn động ra trăm trượng liền trực tiếp tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày, rất nhanh, rất nhiều kiếm ý xuất hiện ở xung quanh hắn, những kiếm ý hình thành từng tường phòng hộ dày, nhưng khi những khí lưu này tiếp cận, kiếm ý của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Không ngăn cản được. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua Diêm Quân phía xa, đóa hoa sen màu đen trong lòng bàn tay của Diêm Quân càng đẹp một cách kỳ lạ. Im lặng trong chớp mắt. Một khí lưu đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Hồng mông tử khí. Cho tới nay, hồng mông tử khí đều là khắc tinh của những tử khí. Nhưng lần này, hắn phải thất vọng rồi. Hồng mông tử khí mới vừa tiếp xúc cùng những khí lưu này đã trực tiếp hóa thành hư vô. Một chút sức chống đỡ cũng không có. Chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Những thứ kia là khí thể tà ác tinh thuần nhất của vũ trụ bốn chiều. Lúc này, giọng nói của Dương Bất Tử đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là huyền khí đặc biệt do Diêm Quân chuyên môn dùng để đối phó với thiên mệnh, đừng nói hồng mông tử khí của ngươi, cho dù là huyền khí của thiên mệnh cũng không chống đỡ được. Bên trong hồng mông tháp, trước mặt Dương Bất Tử, móng nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào mình, ý là nàng có thể thử xem. Dương Diệp cũng có ý đó. Dương Bất Tử lại lắc đầu. Không thể, bây giờ thiện linh nàng không phải ở thời kỳ đỉnh phong, cho dù là thời kỳ đỉnh phong cũng không nhất định có thể tinh lọc những khí thể tà ác này. Bây giờ nàng ra ngoài không chỉ không thể tinh lọc, trái lại có khả năng bị những khí thể kia cắn nuốt. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ của nàng chỉ vào mình biểu thị không phục. Dương Bất Tử liếc nhìn Tiểu Bạch, tên tiểu tử này hoàn toàn không có khái niệm gì về nguy hiểm. Ngược lại, chuyện không có nguy hiểm, nàng lại cảm thấy nguy hiểm. Dương Diệp không để cho Tiểu Bạch đi ra, giống như lời Dương Bất Tử nói, những hoa sen đen này thả ra khí thể thật sự có chút kinh người. Ngay cả kiếm khí cùng kiếm ý của hắn bây giờ cũng có thể ăn mòn, Tiểu Bạch nhất định sẽ không ngăn cản được. Bên ngoài hồng mông tháp, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, tốc độ của những khí thể lao về phía hắn lập tức chậm lại, rất nhiều kiếm quang xuất hiện ở trong kiếm vực, những kiếm quang răng kín khắp nơi, những khí thể bị phân cách, nhưng chúng không có biến mất, hơn nữa còn lập tức dung hợp. Ngoài ra, tinh không này bắt đầu tiêu tan. Cho dù là những không gian này cũng không chịu nổi chúng. Mà vẻ mặt Dương Diệp cũng bắt đầu dần dần tái nhợt, kiếm vực của hắn cũng không trấn áp được những khí lưu này. Phía xa, Diêm Quân đột nhiên thả đóa hoa sen đen ra, ngay sau đó, hai tay hắn kết một thủ ấn kỳ lạ. Suy 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 suy. Trong nháy mắt, những khí thể màu đen xung quanh Dương Diệp đột nhiên nhanh chóng tập trung, dần dần, những khí tức khí thể càng thêm tà ác. Mà giờ phút này, kiếm ý cùng sát ý trên toàn thân Dương Diệp đã hoàn toàn không có tác dụng. Dương Diệp cầm kiếm chém một cái, một mảnh kiếm quang chấn động ra, khí lưu ở trước mặt hắn trực tiếp bị chém ra, hắn lại lách người chui đến ngoài mấy trăm trượng. Nhưng Dương Diệp vừa dừng lại, những khí lưu này liền trực tiếp xuất hiện ở xung quanh hắn, sau đó lao vọt về phía hắn. Dương Diệp nhíu mày, chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Một kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra, kiếm ý này cứng rắn ngăn cản những khí thể tà ác, nhưng lại bắt đầu tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Ngươi muốn dựa vào những thứ này để giết nữ tử kia. Vừa dứt lời, tay phải hắn đột nhiên rút kiếm tung người nhảy lên. Suy! Một luồng kiếm quang ở nơi đây vừa lóe lên đã biến mất. Này lũ mục tiêu của kiếm quang chính là Diêm Quân. Những khí thể tuy lợi hại, nhưng tại sao hắn phải liều chết cùng những khí thể này? Trực tiếp giết Diêm Quân lại được rồi. Phía xa, Diêm Quân nhíu mày,
Tay phải hắn thỏ ra phía trước, một hỏa thần lôi bắn ra nhanh như điện chớp, nhưng theo một kiếm của Dương Diệp lao đến, hỏa thần lôi trực tiếp bị một kiếm chém nát. GT269307. Sau khi thần lôi vỡ nát, một thanh kiếm chém xuống đầu Diêm Quân. Diêm Quân nheo mắt lại, tay phải hắn ấn nhẹ xuống phía dưới oi, ầm. Từ trong cơ thể hắn đột nhiên có một ngọn lửa bạo phát ra, trong ngọn lửa có rất nhiều lôi điện bắn nhanh. Mà những ngọn lửa này cùng những lôi điện này vẫn không thể ngăn cản được kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một kiếm chém xuống, Diêm Quân trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng, mà lúc này, rất nhiều khí thể màu đen đột nhiên xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, những khí thể màu đen còn tà ác hơn trước, tốc độ cũng nhanh hơn. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm. Những khí thể màu đen trực tiếp bị đẩy lui, mặc dù không bị đánh tan, hơn nữa hắn cũng có cách nào giải quyết chúng, nhưng chỉ cần hắn không cứng rắn chống lại những khí thể màu đen, chúng cũng không thể bắt được hắn. Sau khi một bước đẩy lui những khí thể màu đen, Dương Diệp trực tiếp nâng kiếm vọt về phía Diêm Quân. Phía xa, Diêm Quân lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khóe miệng hắn có vết máu tươi khiến người khác dễ chú ý. Kiếm càng lúc càng gần, vẻ mặt Diêm Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn há miệng ra, một hỏa lôi điện màu đỏ đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tia kiếm quang này ầm ầm tiêu tan, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động trở lại chỗ cũ. Dương Diệp cúi đầu liếc nhìn kiếm trong tay mình, kiếm của hắn tự nhiên lại bị cháy đen. Tay phải của Dương Diệp nhẹ nhàng chấn động, kiếm tổ lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân, lúc này, một hỏa lôi điện đã bắn tới. Dương Diệp cầm kiếm đâm một cái. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui gần nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, rất nhiều khí thể màu đen xung quanh giống như từng con rắn độc lại lao về phía hắn. Tay phải của Dương Diệp rút kiếm đảo qua, những khí thể màu đen trực tiếp bị đẩy lui, mà vào lúc này, Diêm Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một hỏa thần lôi trực tiếp đánh về phía đầu hắn. Lúc này, kiếm hổ bên thắt lưng của Dương Diệp khẽ run lên, ngay sau đó, một thanh kiếm đen phóng lên cao, trực tiếp đâm về phía hỏa thần lôi kia, Dương Diệp bước nhanh về phía trước và chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này vừa xuống, Diêm Quân bị cứng rắn đẩy lui, nhưng thần lôi trên đỉnh đầu Dương Diệp cũng đã đánh bay thanh kiếm đen, trực tiếp lao về phía đầu của Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, thần lôi này có uy lực khác hẳn trước kia. Bản thể. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Bây giờ ngọn lửa này là bản thể, nói cách khác, Diêm Quân vì để cho uy lực của thần lôi này càng cường đại hơn, bởi vậy đã để cho bản thể thần lôi rời khỏi hắn. Nghĩ đến đây. Dương Diệp hơi cong khóe miệng và vỗ nhẹ vài cái vào ngực mình, rất nhanh liền có một bóng trắng vọt ra. Tiểu Bạch. Giây phút khi Tiểu Bạch xuất hiện đó, thần lôi này vừa vặn rơi xuống. Tiểu Bạch tuét miệng cười và mở miệng hút một cái, trong nháy mắt, hỏa thần lôi trực tiếp trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Quân biến sắc, đang muốn thu hồi thần lôi kia. Lúc này, Tiểu Bạch ôm lấy hỏa thần lôi đang muốn chạy trốn kia. Sau đó lại kéo nó tới bên trong Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch dùng một linh khí bao phủ hỏa thần lôi, mỗi khi hỏa thần lôi muốn chạy trốn, nàng sẽ hút một cái, sau đó hỏa thần lôi kia lại lập tức kinh sợ. Tiểu Bạch rõ ràng rất có hứng thú về hỏa thần lôi, móng nhỏ thỉnh thoảng vỗ một cái. Dương Bất Tử đang chữa thương liếc nhìn Tiểu Bạch, tiểu tử này. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, có thể nói là vẻ mặt Diêm Quân lúc này cực kỳ khó coi. Hắn cùng hỏa thần lôi kia là một khối, nhưng vì có thể làm cho uy lực lớn nhất, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn để cho bản thể của hỏa thần lôi đi ra. Dưới tình huống này, uy lực bọn họ liên thủ mới có thể đạt được mức độ lớn nhất, nhưng hắn quên mất một điểm. Đó chính là thiện linh. Trên người của Dương Diệp có một thiện linh này trời sinh khắc linh vật thiên địa. Đúng là tiền mất tật mang. Dương Diệp liếc nhìn đóa hoa sen đen trên tay Diêm Quân, trước mắt. Hoa sen đen này có uy hiếp lớn nhất đối với hắn, bởi vì kiếm của hắn cũng chém không vỡ được những khí thể do hoa sen đen huyễn hóa ra. Hơn nữa, hắn còn không thể để cho những hoa sen đen tới gần người. Có lẽ chỉ có cơ thể nhị nha mới có thể nhận lấy những khí thể này. Phía xa, Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp, đóa sen trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn, hoa trong không gian xung quanh giống như héo rũ, bắt đầu tàn dần và mờ ảo. Chôn vùi. Một lực lượng mang tính hủy diệt đột nhiên xuất hiện ở xung quanh.
nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp, nhưng kiếm ý quanh người hắn lại càng lúc càng mạnh. Kiếm đạo sinh tử. Càng nguy hiểm, càng rơi vào đường cùng thì kiếm đạo càng mạnh, càng khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Diêm Quân càng khó coi hơn. Kiếm đạo sinh tử. Đây cũng là một loại kiếm đạo cực đoan, không thật sự ở trong tình trạng đối mặt với sống chết, uy lực thì của nó sẽ không thể hiện ra. GT269307. Có thể nói, hắn càng bị nguy hiểm, uy lực kiếm của hắn lại càng lớn. Mà giờ phút này, hắn cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy, kiếm ý cùng khí tức xung quanh hắn càng kinh khủng hơn. Diêm Quân tất nhiên không thu tay lại, bây giờ cho dù hắn muốn thu tay cũng không được. Bởi vì bất kể như thế nào một kiếm này của Dương Diệp cũng sẽ đánh ra. Ở dưới sự kích thích của Diêm Quân, những khí thể màu đen xung quanh lập tức chuyển động, sau đó tầng tầng lớp lớp vây quanh xung quanh Dương Diệp, mảnh không gian nơi Dương Diệp đứng đã biến thành màu đen. Không gian này đã bị cứng rắn xóa đi. Kiếm ý của Dương Diệp không ngừng từ trong cơ thể chấn động ra, ngoại trừ kiếm ý, còn có sát ý cùng với kiếm. Vích! Ngay cả như vậy, hắn cũng không có cách nào loại bỏ được những khí thể màu đen, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, lấy tốc độ cắn nuốt của những khí thể màu đen trước mắt lại thấy được, tối đa hơn 10 hơi thở thì chúng sẽ tiếp xúc tới hắn. Dần dần, kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp càng lúc càng ít, kiếm vực cũng đã chỉ không chống được nữa. Nhưng kiếm ý cùng sát ý trên người của Dương Diệp phát ra lại càng mạnh hơn. Bởi vì càng lúc càng nguy hiểm. Phía xa, Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp, có thể nói kiếm đạo sinh tử của Dương Diệp bây giờ đã đạt tới 3 phần. Theo hắn dự tính, nếu như tử khí chúng ta hắn có thể tới gần Dương Diệp khi kiếm đạo sống chết đạt được 7 phần, như vậy, Dương Diệp hẳn phải chết. Ở trung tâm của những khí thể này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, kiếm vực đã không thể dùng được nữa. Bây giờ hắn dùng kiếm vực, không cần chờ những khí thể tới gần hắn cũng sẽ chết. Thật là tử khí, chọc khí, âm khí bá đạo. Bây giờ là ba khí hợp thể, kiếm của hắn không có cách nào phá vỡ được nó. Trong tinh không trở lại yên tĩnh một cách hiếm có, ba loại khí thể càng lúc càng gần Dương Diệp, lúc này chỉ cách hắn có không đến nửa trượng. Hắn thả ra kiếm ý cùng sát ý căn bản không ngăn cản được ba loại khí thể này. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Suy! Khí thể trước mặt hắn đột nhiên bị cắt ra làm hai, nhưng Dương Diệp còn chưa thoát ra ngoài, khí thể đã trực tiếp khôi phục bình thường. Lúc này, những khí thể đã gần trong gang tấc. Rất nhanh, những khí thể này trực tiếp nhấn chìm Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn để lộ ra lá bài tẩy này, cuối cùng vẫn giết Dương Diệp được. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên làm cho Diêm Quân lại căng thẳng. Xuy 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 xuy. Diêm Quân nghe được phía đối diện vang lên từng tiếng cắt khiến da đầu người ta tê dại. Diêm Quân nhìn chăm chú, thấy những khí thể màu đen của hắn bị từng kiếm quang chém thành khối nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang đột nhiên bắn nhanh về phía hắn. Kiếm đạo sinh tử. Trong chớp mắt khi những khí thể màu đen nhấn chìm, Dương Diệp thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Gần như theo bản năng trong nháy mắt đã xuất kiếm. Mà một kiếm này chính là sinh tử quyết. Không phải những khí thể màu đen trước mặt hắn vỡ thì là bản thân hắn phải chết. Rõ ràng, kiếm đạo sinh tử chiếm thế thượng phong. Sau một kiếm cắt nát những khí thể màu đen, Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, mà nhân cơ hội này trực tiếp chém về phía Diêm Quân. Một kiếm này chính là một kiếm thực sự đỉnh phong. Phía xa, đồng tử của Diêm Quân co lại thành đầu kim. Một kiếm này mạnh hơn bất kỳ kiếm nào trước đó. Nếu như không đỡ nổi một kiếm này, hắn hẳn phải chết. Trong tay phải của Diêm Quân xuất hiện một thanh trường mâu, tay trái hắn điểm vào mi tâm của mình. Thăng linh! Hắn vừa dứt lời. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể Diêm Quân cuốn ra ngoài, luồng khí tức kia hoàn toàn không yếu hơn khí thế một kiếm này của Dương Diệp. Rõ ràng là vận dụng bí pháp mạnh mẽ nâng cao thực lực chính mình. Kiếm tới, thương ra. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng ở trong mảnh tinh không này lên, theo tiếng nổ này vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Là Diêm Quân. Trong quá trình bay ngược, máu tươi trong miệng Diêm Quân liên tục phun ra, ở quanh người hắn rải rác những vết kiếm giống như bị thiên đao vạn quả vậy. Mà ở chỗ vai trái của Dương Diệp có cắm nửa đoạn trường thương, bên trong trường thương vẫn có lực lượng đang không ngừng phá hủy cơ thể của Dương Diệp.
Nhưng thật may có Hồng Mông Tử Khí cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp cũng không sợ lực lượng này. Vai phải Dương Diệp nhẹ nhàng chấn động. Suy, nửa đoạn trường thương trực tiếp bay ra khỏi cơ thể hắn. Vết thương gần như lập tức khép lại. Tuy nhiên, khí tức quanh người hắn cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Kiếm đạo sinh tử, khi không có rơi vào đường cùng, đứng trước sự sinh tử thì hoàn toàn không phát huy ra được uy lực. Thật hay cho một kiếm đạo sinh tử, thật hay cho một sinh tử quyết. Khụ. Phía xa, Diêm Quân đột nhiên nói. Vũ trụ ba chiều các ngươi quả thật xuất hiện vô số nhân tài. Trong mắt Diêm Quân có chút hâm mộ. Vũ trụ ba chiều, có thiên mệnh, có kiếm tu mặc trường bào mây trắng, còn có Dương Diệp trước mắt. Cũng thật may là nữ nhân kia mạnh nhất tuyệt đối không giống như trước đây, muốn bảo vệ vũ trụ ba chiều gì đó. Nếu không, vũ trụ bốn chiều thật sự lại tuyệt vọng. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Diêm Quân, trong lòng hắn vẫn có một chút tôn kính Diêm Quân. Đối phương vì tộc nhân vì vũ trụ bốn chiều mà quỳ xuống trước mặt thiên mệnh, dựa vào điểm này đã làm cho người ta tôn kính. Nhưng tôn kính thì tôn kính, giết vẫn phải giết. Lập trường khác nhau. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp có phần kinh ngạc khi nhìn thấy. Nàng! Ngươi ra làm cái gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt và tuét miệng cười, sau đó móng nhỏ kéo nhẹ, ở giữa hai móng vuốt của nàng là một thần lôi màu đỏ rực. Dương Diệp! Nhìn thấy thần lôi màu đỏ rực, vẻ mặt Diêm Quân đặc biệt khó coi. Hắn dĩ nhiên đau lòng rồi, bởi vì thần lôi này đã theo hắn vô số năm. Hơn nữa, hỏa thần lôi này cũng là chí bảo của vũ trụ bốn chiều. Bây giờ lại không còn như thế nữa, chẳng khác nào uổng công tặng cho vật nhỏ màu trắng kia. Đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên đưa Tiểu Bạch vào bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó hắn lập tức biến mất. Đồng tử của Diêm Quân đột nhiên co lại, ở trong tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy được một tia kiếm quang. Tay phải của Diêm Quân chậm rãi nắm chặt lại, quanh người hắn liền có máu tươi tràn ra. Hắn không có năng lực khôi phục khủng khiếp như Dương Diệp, vết thương vừa rồi vẫn còn. Khi kiếm của Dương Diệp đi tới trước mặt hắn, Diêm Quân chợt đánh một quyền về phía trước mặt. Một quyền này giống như núi lửa phát vậy, một lực lượng cường đại phát ra ngoài. Suy! Lực lượng kia trực tiếp bị một kiếm này cắt ra làm hai, cùng lúc đó, Diêm Quân bay ra ngoài. Một cánh tay của hắn ở lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân ở ngoài nhìn trượng và đang muốn ra tay lần nữa, giọng nói Diêm Quân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mở trận! Mở trận! Dương Diệp nhíu mày, đột nhiên, trên không trung sau lưng Diêm Quân xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn. Ngay sau đó, sắc mặt Dương Diệp biến đổi vội vàng lùi lại. Bởi vì chính giữa màn ánh sáng này có một chùm tia sáng giống như một cột sấm sét rất lớn bắn nhanh về phía hắn. Tốc độ cực nhanh! Thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Dương Diệp gần như chỉ dựa vào bản năng, chém xuống một kiếm. Chùm ánh sáng kia chấn động mạnh, nhưng bản thân Dương Diệp lại trực tiếp bị đánh đến ngoài mấy vạn trượng. Không chỉ có vậy, chùm ánh sáng kia còn không vỡ nát, vẫn đang không ngừng ép Dương Diệp lùi lại. Kiếm của Dương Diệp ngăn cản chùm ánh sáng kia, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó liên tục đánh thẳng vào kiếm của Dương Diệp, cả cánh tay của hắn đã bắt đầu chậm rãi rạn nứt. Không chỉ cánh tay, ngay cả kiếm cũng bắt đầu nứt ra. Ong! Một thanh kiếm đen bên thắt lưng của Dương Diệp, bay ra thanh kiếm này trực tiếp chém ở trên chùm ánh sáng kia. Tất cả chùm tia sáng chấn động mạnh, nhưng vẫn chưa bị nghiền nát, mà lúc này, Dương Diệp cũng đã lùi lại đủ mấy vạn trượng, đến vũ trụ ba chiều, cũng chính là trên không trung của vạn giới. Bên dưới, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy tình hình của Dương Diệp. Vẻ mặt cường giả vũ trụ ba chiều lập tức thay đổi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giẫm chân phải một cái. Tất cả trời đất chấn động mạnh, hai tay Dương Diệp nắm kiếm tổ bổ về phía chùm ánh sáng kia. Suy! Kiếm cắt vào, nhưng trong phút chốc, chùm ánh sáng kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng phát sinh do chùm ánh sáng kia nổ mạnh đánh đến mặt đất, vừa chạm đất. Khu vực mặt đất dưới chân hắn trực tiếp sụp xuống thành một vực sâu cực lớn. Lực lượng thật là mạnh. Dương Diệp nhìn tay phải của mình, lúc này tay phải của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. Ở trong không trung trên đỉnh đầu của mọi người xuất hiện một màn ánh sáng cực lớn, giống như một cái gương trên bầu trời che phủ vạn giới thành đã trở thành đống đổ nát bên dưới. Trận pháp. Cũng không phải chỉ có vũ trụ ba chiều mới có trận pháp,
vũ trụ bốn chiều cũng có trận pháp, hơn nữa, uy lực của trận pháp này còn vô cùng mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược đang đi tới bên cạnh hắn, nàng trầm giọng nói. Ngươi có thể ngăn trận pháp kia không? Dương Diệp liếc nhìn màn ánh sáng rất lớn này, sau đó lắc đầu, hắn có thể chống lại trận pháp kia, nhưng vấn đề là một khi hắn bị trận pháp này kiềm chế, Diêm Quân đã có thể rảnh tay. Dưới tình huống này, bên phía bọn họ vẫn sẽ thất bại thảm hại. Trừ hắn ra, không có người nào có thể đánh thắng được Diêm Quân. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua màn ánh sáng rất lớn, sau đó nói. Bảo mọi người rút lui đến Vĩnh Hằng Giới. Ninh Thược Dược gật đầu, cường giả mệnh cảnh vũ trụ ba chiều đang chiến đấu xung quanh đều lùi về phía sau. Mà lúc này, màn ánh sáng rất lớn trong không trung kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch và chỉ vào màn ánh sáng rất lớn, Tiểu Bạch liếc nhìn và do dự một lúc, sau đó chỉ vào màn ánh sáng này. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Mắt trận cùng căn cơ của trận pháp này cũng không phải ở đây, mà là ở vũ trụ bốn chiều, muốn phá được trận pháp này, ngoại trừ dùng lực thì phải đi tới vũ trụ bốn chiều, nếu như đến vũ trụ bốn chiều, Tiểu Bạch lại có thể hủy diệt trận pháp này. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Đinh Thược Dược. Sư tổ ta đâu? Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn không nhìn thấy kiếm vô địch. Có chút không bình thường. Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm, sau đó nói. Đã ngã xuống. Dương Diệp sửng sốt. Đã ngã xuống. Dương Diệp ngây người rất lâu. Đinh Thược Dược khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm. Bởi vì nàng biết rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, nếu như hắn nhận định một việc gì thì rất khó có người nào có thể thay đổi quyết định của hắn. Dẫn theo mọi người lui khỏi Vĩnh Hằng Giới. Dương Diệp đột nhiên nói. Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương. Diệp, người thì sao? Dương Diệp khẽ nói, ta tới cản phía sau. Nghe vậy, trong lòng Đinh Thược Dược thả lỏng, Dương Diệp dù sao cũng không phải Dương Diệp bất chấp hậu quả trước kia. Bây giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đinh Thược Dược ngẩng đầu chỉ vào màn ánh sáng rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là màn ánh sáng này cùng Diêm Quân. Dương Diệp đang muốn nói, Dương Bất Tử đột nhiên xuất hiện ở mặt của hắn. Tiền bối. Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử. Dương Bất Tử nói. Ta tới ngăn chặn Diêm Quân, người tới ngăn chặn trận pháp kia, đương nhiên, nếu như có thể thì trực tiếp phá hỏng nó. Dương Diệp có chút do dự, Dương Bất Tử hơi nhíu mày lại. Ngươi khinh thường ta à? Dương Diệp lắc đầu cười. Không, tiền bối cẩn thận. Dương Bất Tử liếc nhìn Dương Diệp và hừ một tiếng, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp cũng theo đó phóng lên cao. Tuy nhiên, hắn giữ lại Tiểu Bạch. Vì an toàn của Tiểu Bạch cùng Đinh Thược Dược, hắn để lại một tia kiếm ý ở trên người các nàng. Chỉ cần các nàng có nguy hiểm, hắn có thể lập tức cảm nhận được. Mà bây giờ, một kiếm ý của hắn cũng có thể chống đỡ cường giả mệnh cảnh một thời gian. Chỉ cần không phải là loại cường giả cấp bậc như Diêm Quân cùng người thần bí thì khó có thể lập tức giết chết Tiểu Bạch cùng Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược dẫn theo Tiểu Bạch đi tới sâu bên trong dãy núi, nàng tìm được Trận Lão. Thế nào? Trận Lão gật đầu. Cơ bản đã hoàn thành, có thể khởi động, nhưng cần rất nhiều linh khí. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Bạch tuét miệng cười. Trận Lão lắc đầu cười, có nàng ở đây, linh khí gì cũng không thành vấn đề. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Mở trận. Theo Đinh Thược Dược vừa dứt lời. Màn ánh sáng rất lớn trước mặt bọn họ đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, Trận Lão nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, trong màn ánh sáng rất lớn lập tức xuất hiện rất nhiều linh khí, nhiều tới mức Đinh Thược Dược cùng Trận Lão phải trợn mắt há hốc mồm. Quá kinh khủng! Trận Lão liếc nhìn Tiểu Bạch tuét miệng cười, móng nhỏ nhẹ nhàng dơ dơ, ý là đủ chưa? Trận Lão liền vội vàng gật đầu. Đủ rồi! Tiếp theo, hai tay hắn kết ấn, phát động trận pháp hắn mới bố trí. Xuy 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 xuy. Rất nhiều cột ánh sáng cực lớn đột nhiên phóng lên cao, những cột ánh sáng cũng không phải tấn công lần lượt, cũng không phải công kích mang tính bao trùm, mà là cách thức tấn công phong tỏa. Theo những cột ánh sáng phóng lên cao, những cường giả vũ trụ bốn chiều đang giao đấu ở không trung lập tức biến sắc, bọn họ không thể không buông tha đối thủ của mình, đi đối phó với những cột ánh sáng này. Cường giả vũ trụ ba chiều lại bắt đầu lui về phía sau, rút về Vĩnh Hằng Giới.
Ninh Thược Dược nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch lại chỉ vào Dương Diệp trong không trung, Ninh Thược Dược khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, sợ rằng chỉ có thiên mệnh trong thiên địa có thể giết hắn. Về phần Tiêu Giao Tử, nàng cũng không biết thực lực thật sự của đối phương, hơn nữa, Tiêu Giao Tử cũng sẽ không nhằm vào Dương Diệp, nếu như muốn nhằm vào thì năm đó đã làm. Cho nên, trừ khi lão đại thiên mệnh bây giờ lại ra tay, nếu không Dương Diệp tuyệt đối không chết được. Mà bây giờ, mặc dù hắn bị kìm chế ở đây nhưng chẳng qua là bởi vì hắn muốn, hắn phải ở lại chỗ này. Nếu không, vũ trụ bốn chiều căn bản không ngăn cản được hắn. Rất nhanh, cường giả mệnh cảnh vũ trụ ba chiều đều lui lại, trong vòng một khắc ngắn ngủi, gần như tất cả cường giả mệnh cảnh của vũ trụ ba chiều đã rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Mà sau khi những cường giả vũ trụ bốn chiều phá hủy được trận pháp phía dưới lại không đuổi theo, mục đích thứ nhất của bọn họ chính là chiếm lấy vũ trụ ba chiều Vĩnh Hằng Quốc. Trong không trung, Dương Bất Tử kìm chế Diêm Quân. Lúc này Dương Bất Tử vẫn tương đối thoải mái, bởi vì trước đó Diêm Quân cùng Dương Diệp đại chiến đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ hắn căn bản không phải ở trạng thái đỉnh phong. Mà bên kia, Dương Diệp có chút quá sức. Hắn không biết trận pháp này là trận pháp gì, hắn chỉ biết là trận pháp này thật sự mạnh mẽ. Mỗi lần trận pháp thả ra chùm ánh sáng kia, cũng có thể dễ dàng đẩy hắn lùi lại, cho dù là Táng Mệnh, Kiếm Vực, kiếm tổ của hắn cũng khó có thể chống đỡ, nếu như không phải bản thân hắn có năng lực chữa trị nhanh, hắn cũng không đỡ nổi trận pháp này. Khi thấy cường giả vũ trụ ba chiều đều rút đi, Dương Diệp không lựa chọn cứng rắn chống lại trận pháp này mà xoay người chém về phía Diêm Quân. Suy! Một đường kiếm khí vừa lóe lên đã biến mất ở chân trời. Phía xa, Diêm Quân đang giao đấu cùng Dương Bất Tử chợt biến sắc, hắn trực tiếp buông tha Dương Bất Tử, xoay người đánh ra một quyền. Ầm! Một quyền này phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp làm cho không gian trước mặt hắn nổ nát. Nhưng theo một kiếm của Dương Diệp đến, lực lượng kia lập tức vỡ vụn, thoáng cái. Ầm! Diêm Quân trực tiếp bay về phía sau. Dương Diệp đang muốn ra tay lần nữa, đột nhiên, một chùm tia sáng bắn tới nhanh như tia chớp, nó đi qua nơi nào, không gian lập tức biến thành màu đen. Không gian vũ trụ ba chiều căn bản không phải có thể chịu được lực lượng này. Dương Diệp nhíu mày, Táng Mệnh kiếm bên hông hắn bay ra, một kiếm này trực tiếp chém ở trên chùm ánh sáng kia. Ầm! Chùm tia sáng chấn động mạnh, Táng Mệnh kiếm lại bay ngược ra. Vào giây phút Táng Mệnh kiếm ra khỏi kiếm hồ, Dương Diệp trực tiếp dẫn theo Dương Bất Tử lui lại, cùng lúc đó, kiếm tổ trong tay hắn liên tục vung lên, từng kiếm khi giống như cuồng phong mưa rào bắn nhanh về phía chùm ảnh súng kia. Am am! Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn đỉnh tại nhức óc không ngừng chấn động trời rát. Cuối cùng, sau khi Dương Diệp lui mấy vạn trượng, cột ánh sáng kia mới bị hắn cứng rắn phá hủy. Bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt Dương Bất Tử vô cùng nghiêm trọng, cột ánh sáng này có lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như để nàng tới đối mặt, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản được. Cho dù là Dương Diệp bây giờ cũng rất tốn sức, trừ khi hắn có thể bước vào trạng thái kiếm đạo sinh tử này. Đáng tiếc, loại trạng thái này cũng không phải muốn vào lại có thể vào. Thật ra, vẻ mặt Diêm Quân cùng nghiêm trọng hơn Dương Diệp cùng Dương Bất Tử. Trận pháp này của hắn là tập hợp lực lượng của vũ trụ bốn chiều dựng thành, chuyên dùng để đối phó thiên mệnh. Có thể nói, nếu như không phải bị Dương Diệp dẫn đến đường cùng, hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra trận pháp này, nhưng Dương Diệp thật sự quá mạnh mẽ, không lấy ra trận pháp này, vũ trụ bốn chiều cùng hắn căn bản không chịu được kiếm của Dương đi ép, mà sau khi trận pháp đi ra, Dương Diệp vẫn có thể chống đỡ được. Thực lực này quả thật là đáng sợ. Phía xa, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Bất Tử. Tiền bối đi trước đi. Dương Bất Tử nhíu mày. Ngươi không đi sao? Dương Diệp khẽ nói. Ta tới chặn hậu. Dương Bất Tử do dự một lúc, sau đó nói. Cũng được, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu ngươi còn muốn chạy thì bọn họ căn bản không làm gì được ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải cẩn thận đấy. Dương Diệp gật đầu, khinh địch sao, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không khinh địch. Dương Bất Tử không nói gì, xoay người rời đi. Dương Diệp cầm kiếm đứng ở phía chân trời, cứ nhìn Diêm Quân cùng nhóm cường giả vũ trụ bốn chiều như vậy. Những cường giả vũ trụ bốn chiều này vốn muốn đuổi bắt cường giả vũ trụ ba chiều lại không dám nữa, bởi vì Dương Diệp đứng ở trước mặt của bọn họ, nếu bọn họ muốn đuổi theo thì nhất định phải vượt qua Dương Diệp. Đáng tiếc,
cửa ải này cũng không dễ bước qua đâu. Diêm Quân nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cuối cùng, ở trong ánh mắt của rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều, Dương Diệp xoay người rời đi. Không một người nào dám đuổi thôi. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Tạm thời đừng ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Tuân mệnh. Rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều cúi người. Diêm Quân lắc người trực tiếp biến mất. Hắn đi tới một tinh không khác. Lúc này, Thụ Vô Biên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân. Diêm Quân liếc nhìn phía sau Thụ Vô Biên. Ta có việc nói chuyện với hắn. Thụ Vô Biên đang muốn nói thì lúc này có một ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân. Đó chính là người thần bí kia. Diêm Quân liếc nhìn người thần bí. Thực lực của Dương Diệp đã đạt được. Người thần bí đột nhiên lắc đầu, ngắt lời Diêm Quân. Khi các hạ lựa chọn thuần phục thiên mệnh, giây phút đó chúng ta lại không phải là đồng minh, mà là kẻ địch. Diêm Quân trầm giọng nói. Ngươi hẳn biết thực lực của nàng. Người thần bí cười nói. Ta tất nhiên biết, nhưng vậy thì tính sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cho dù chết, ta cũng sẽ đấu một trận với nàng. Diêm Quân nhìn người thần bí rất lâu, cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nữ tử kia đã mạnh mẽ đến mức làm hắn tuyệt vọng rồi. Thụ Vô Biên đột nhiên nói. Người thần bí khẽ nói. Nếu như ngươi tự mình tiếp xúc cùng nàng, ngươi cũng sẽ tuyệt vọng. Thụ Vô Biên nhíu mày. Còn mạnh mẽ hơn năm đó khi nàng hoàn chỉnh. Người thần bí nói. Nàng hoàn chỉnh đã biến mất. Nàng không ngừng tu luyện nhiều năm như vậy. Bản thân cũng là một yêu nghiệt siêu cấp. Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Ý của ngươi là chúng ta không có chút cơ hội nào sao? Người thần bí quay đầu nhìn về phía Thụ Vô Biên. Ngươi có thể lựa chọn rời đi. Thụ Vô Biên nhìn thẳng vào người thần bí. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi biết rõ không thể địch lại mà còn muốn đi chiến đấu à? Người thần bí lắc đầu cười. Rất nhiều người biết cuối cùng sẽ phải chết, nhưng vì sao bọn họ còn muốn ăn? Thụ Vô Biên nhíu mày, người thần bí lại nói. Có một số việc cho dù chết cũng phải làm. Diêm Quân đầu hàng nàng, ta có thể hiểu được, không chỉ hiểu mà còn kính nể hắn. Hắn thuần phục là vì tộc nhân của hắn, vì vũ trụ bốn chiều của hắn. Mà ta, nếu ta đi thuần phục thì chỉ đơn thuần là sợ chết. Nói xong, hắn xoay người bước vào bên trong khe nứt không gian. Thụ Vô Biên im lặng một lát, sau đó cũng đi vào theo. Bên trong khe nứt không gian. Từ trên những cây cột không ngừng phát ra từng uy áp cùng khí tức khủng khiếp. Người thần bí ngẩng đầu nhìn những con ác thú trên cột ánh sáng. Thời đại tiền sử lại xuất hiện. Thời đại tiền sử. Cái gọi là thời đại tiền sử chính là thời đại trước khi loài người sinh ra. Ở trước loài người là một thế giới hỗn độn sơ khai, trong thế giới kia chỉ có đại yêu, còn có một vài sinh linh thiên địa. Con người còn chưa có xuất hiện. Nói một cách nghiêm khắc. Những ác thú trước mắt này đều có trước thiên mệnh. Đương nhiên, trước thời đại thiên mệnh cũng chính là thời đại sớm nhất. Nhưng thiên mệnh đã một tay kết thúc thời đại kia. Thời đại tiền sử cũng được gọi là thời đại thiên đạo. Khi đó, thiên đạo tồn tại cùng sinh linh vạn giới, sau đó là thời đại thiên mệnh, bao gồm cả bây giờ cũng là thời đại thiên mệnh. Người thần bí nhìn từng cây cột trước mắt, những ác thú trên cây cột này đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, dường như sắp thức tỉnh. Đám người tá mặc đứng sau lưng người thần bí im lặng không nói gì. Giờ phút này, bọn họ càng thấy tò mò hơn về thân phận của người thần bí này. Có thể nhìn ra được, người thần bí này còn ở thời đại sớm hơn thiên mệnh. Cuối cùng hắn là ai? Người thần bí không nói, đám người tá mặc cũng không hỏi. Ở đó, những cây cột bắt đầu dần dần tách ra. Vĩnh Hằng Giới. Đám người Đinh Thực Dược hạ xuống một đỉnh núi. Bọn họ tổng cộng chỉ có chừng 20 người, trong đó phần lớn đều đã bị thương nặng. Ninh Thược Dược liếc mắt nhìn mọi người nhưng im lặng không nói gì. Bọn họ bị tổn thất hơn một nửa. Trong cuộc đại chiến giữa vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều lần này, vũ trụ ba chiều tổn thất quá nghiêm trọng. Đây còn là ở dưới tình huống có trận pháp giúp đỡ, nếu như không có những trận pháp kia, tất cả cường giả mệnh cảnh của vũ trụ ba chiều tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thực lực của hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Trước mặt Đinh Thược Dược, Hoàng Doanh trầm giọng nói. Đinh cô nương, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp theo, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Đinh Thược Dược,
Đinh Thực Dược lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có một luồng kiếm quang chợt hiện ra. Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thả lỏng. Có Dương Diệp chính là một thuốc an thần cho bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp trầm giọng nói. Trận lão, lập tức lập trận pháp, tốt nhất là một lần nữa lập ra trận pháp vạn giới kia. Trận lão do dự một lúc, sau đó nói. Có lẽ không thể nào lập ra trận pháp vạn giới được. Bây giờ vạn giới, rất loạn, rất loạn. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu. Theo tin tức ta nhận được, bây giờ các thế giới ở vũ trụ ba chiều chúng ta lại giống như địa ngục nhân gian, mặc dù có đệ tử cổ kiếm tông, còn có một số người được ta phái ra đi trấn áp, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Truyền lệnh xuống, nói Dương Diệp ta còn sống. Mọi người sửng sốt, Đinh Thược Dược cũng hơi sửng sốt. Nhưng nàng rất nhanh đã lại mỉm cười. Không ngờ ta lại không nghĩ ra được điểm ấy. Nàng vỗ tay một cái, rất nhanh liền có một người áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Quân sư có gì căn dặn? Ninh Thược Dược nói. Truyền lệnh xuống, nói Dương Diệp còn sống. Người áo đen kia do dự một lúc, sau đó nói. Chỉ như vậy thôi sao? Ninh Thược Dược gật đầu. Chỉ như vậy thôi. Tuân mệnh. Người áo đen xoay người rời đi. Sau khi Đinh Thược Dược triển khai hoạt động, tin tức Dương Diệp còn sống giống như ôn dịch lan tràn ở các thế giới. Các giới trong vũ trụ ba chiều lại có thể dần dần bình tĩnh lại. Không ai trấn áp. Ở vũ trụ ba chiều, hai chữ Dương Diệp này có trọng lượng thật sự quá nặng. Đặc biệt đối với hành sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của Dương Diệp đã khiến cho rất nhiều thế lực cùng với vô số người đặc biệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn còn sống cũng có nghĩa là, trật tự hắn đã từng lập ra vẫn còn. Bọn họ phải tuân theo. Người nào không tuân theo cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi có can đảm đi đối mặt với Dương Diệp. Nói cho cùng, vẫn là bọn họ sợ. Bọn họ sợ Dương Diệp tìm đến mình. Dù sao, Dương Diệp còn sống, hơn nữa còn ngăn cản được vũ trụ bốn chiều. Trong một gian đại điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, bên dưới chỉ có chừng 20 người, tất cả đều là cường giả mệnh cảnh. Tất cả vũ trụ ba chiều cũng chỉ còn có những cường giả mệnh cảnh nào. Thật là nhiều người đã không còn. Kiếm vô địch cũng không còn. Dương Diệp im lặng không nói gì, bầu không khí bên trong toàn bộ đại điện có chút nặng nề. Sau một lúc lâu, Đinh Thược Dược phá tan im lặng trước. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta cũng không phải là vũ trụ bốn chiều, mà là nữ tử kia. Thiên mệnh. Vẻ mặt tất cả mọi người càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt với vũ trụ bốn chiều, vũ trụ ba chiều còn có hy vọng. Dù sao có Dương Diệp cùng Dương Bất Tử, cộng thêm Kỳ Bỉ Thiên và nữ tử tên là Thiên Tú ở đây. Nhưng khi đối mặt với nữ tử kia, nàng ở trên đám mây giống như thần, khiến tất cả vũ trụ ba chiều thật sự không có hy vọng gì. Không phải bi quan, mà là thật sự tuyệt vọng. Cường giả mạnh mẽ giống như Diêm Quân mà còn phải quỳ xuống thần phục ở trước mặt nàng, đây là tồn tại kinh khủng tới mức nào. Ninh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp. Nữ tử kia không chết. Cho dù chúng ta chiến thắng vũ trụ bốn chiều, cuối cùng cũng không tránh được bị nàng hủy diệt. Có thể nói, cho dù chúng ta diệt vũ trụ bốn chiều cũng chẳng qua là trị ngọn không trị được gốc. Thiên mệnh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong đầu hiện lên gương mặt của nữ tử. Kia. Nghĩ đến nàng, cho dù là hắn cũng cảm thấy bất lực. Đánh như thế nào? Dương Diệp cũng có chút mờ mịt, bởi vì hắn biết với thực lực của hắn hiện nay tuyệt đối đánh không lại nàng. Cho dù hắn bước vào trạng thái sinh tử cũng vậy. Lúc này, hắn nhớ tới một câu nói của Dương Bất Tử trước đây. Tiên lộ mịt mờ khi nào hết, vừa gặp thiên mệnh sẽ thành không. Ý chính là võ đạo không có điểm cuối, nhưng khi người nhìn thấy thiên mệnh thì võ đạo của người đã đạt được điểm cuối rồi, nàng trở thành cửa ải trong lòng vô số người, một cửa ải không thể nào bước qua được. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn, chợt nghe hắn nói. Các ngươi có hối hận không? Hối hận. Tất cả mọi người ở đó tất nhiên hiểu rõ ý của Dương Diệp, tất cả đều lắc đầu. Lưu Uyên nói. Mặc dù mọi người có khả năng đều sẽ chết, nhưng ít ra lần này mọi người sống có khí phách. Chúng ta rất có khí phách. Kiên cường. Đại quân của vũ trụ bốn chiều đè ép xuống, nhóm cường giả đỉnh phong nhất của vũ trụ ba chiều không hề khiếp sợ,
cho dù là rất nhiều người chết trận ở Vĩnh Hằng Quốc cũng không có lựa chọn đầu hàng cùng lùi bước. Khí phách, kiên cường. Đây là những gì bọn họ có lúc này. Có thể nói, thực lực của rất nhiều người ở đó đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Bất kể là kiếm tu hay là võ giả, tâm cảnh đều vô cùng quan trọng. Trước đây, bọn họ không ngừng trốn tránh, không ngừng, nhẫn nhục, đổi lấy chính là tê dại, không bốc đồng này. Con đường võ đạo mà không bốc đồng thì có thể đi được xa bao nhiêu? Nếu như trước đây bọn họ chiến đấu vì lợi ích của mình, như vậy hiện tại bọn họ thật ra chiến đấu cho võ đạo của mình. Tu luyện đến mệnh cảnh thì không có người nào không muốn tiến thêm một bước. Dương Diệp mỉm cười. Ta rất cao hứng, lúc trước, giữa các vị đang ngồi đây, bao gồm cả ta với các vị cũng có rất nhiều ân oán, nhưng khi vũ trụ của chúng ta xuất hiện nguy cơ, tất cả mọi người có thể đứng ra cùng nhau chiến đấu. Thật sự rất vui vẻ. Các vị, chuyện cũ đều theo khói bay đi. Lần này, chúng ta cùng bọn họ chiến đấu không chết không dừng, cho dù chết, mọi người chúng ta cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ở đó có rất nhiều người cười. Nhìn sống chết rất mờ nhạt. Thật ra, sau khi không quá để ý tới sống chết, bọn họ phát hiện thiên mệnh cũng chỉ vậy mà thôi. Cùng lắm thì mọi người sẽ chết đi. Chết còn không sợ, còn sợ thiên mệnh cái lông à. Mọi người nghĩ như vậy, bầu không khí ở đó lập tức trở nên thoải mái. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Khi ta không ở đây, Đinh cô nương sẽ đại biểu ta, nàng sẽ không làm loạn, vẫn hy vọng mọi người phối hợp với nàng. Hắn tháo kiếm hổ bên thắt lưng ra và bấm tay bắn ra, kiếm hổ kia rơi vào trước mặt Đinh Thược Dược. Mọi người không hiểu. Đinh Thược Dược rõ ràng biết Dương Diệp làm gì nên không nhận kiếm hổ, cũng không nói gì, cứ nhìn Dương Diệp như vậy. Dương Diệp cười nói. Ta để lại thanh kiếm này cho nàng. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Không phải ngươi muốn rời đi chứ? Rời đi. Tất cả mọi người trong điện đã biết ý định của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn, hơn nữa, ta không thích ngồi chờ chết. Vũ trụ bốn chiều, thiên mệnh, bọn họ đều là kẻ địch của chúng ta. Còn nữa, mối thù của sư tổ ta. Ta sẽ ở bên ngoài cố gắng kìm chế bọn họ, còn về cường giả vũ trụ bốn chiều đi tới các giới thì giao lại cho các ngươi tới xử lý. Đinh Thược Dược nhíu mày. Ngươi muốn lấy sức một mình ngăn cản vũ trụ bốn chiều sao? Dương Diệp lắc đầu. Còn có thiên mệnh. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Có sợ thiên mệnh không là một chuyện, nhưng đi tìm nàng này lại là một chuyện khác. Đinh Thược Dược lắc đầu. Không, không nên vọng động. Giọng nói của nàng hơi run rẩy. Dương Diệp khẽ cười nói. Nàng là một cửa ải, nhưng thật ra là tâm khảm. Càng sợ nàng thì chúng ta càng yếu, nàng càng mạnh. Không chỉ có ta, còn có các vị cũng vậy. Nếu như sau này mọi người gặp phải khó khăn gì thì phải cố gắng đối mặt, phải nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải là trốn tránh. Ngươi càng trốn tránh, ngươi càng nhu nhược, khó khăn lại càng lớn và càng nghiêm trọng hơn. Nói xong, hắn đi ra ngoài điện. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp mà không nói gì. Dương Diệp khẽ cười nói. Ta không phải đi chịu chết, chỉ là chủ động đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng mình thôi. Ta muốn cho nàng biết, nàng rất lợi hại nhưng Dương Diệp ta cũng không sợ nàng, ta thật sự không sợ nàng. Đinh Thược Dược khẽ nói. Nhưng có thể đi chính là tìm chết đấy. Dương Diệp khẽ nói. Nếu như nàng không gây phiền phức cho chúng ta, ta chủ động đi tìm nàng chính là thật sự tìm chết. Nhưng không quan tâm chúng ta có đi tìm nàng không, cuối cùng nàng đều sẽ đến giết chúng ta. Khi chiến tranh không cách nào tránh khỏi, vậy thì không cần ôm hy vọng nào nữa, cứ dũng cảm đi đối mặt là được. Nói xong, hắn hơi cong khóe miệng lên. Lòng ta không sợ, kiếm ta không sợ. Đinh Thược Dược nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nhưng ta sợ. Dương Diệp im lặng. Đinh Thược Dược đi lên trước vài bước và nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối vương trước mặt Dương Diệp, trên mặt tươi cười. Ta không kích động, nhưng ngươi phải hứa với ta, nhất định phải trở về, được không? Tuy nàng cười, nhưng nước mắt lại rơi ướt vạt áo. Lần này Dương Diệp đi cũng không phải là đi chơi, mà là đi ngăn cản vũ trụ bốn chiều, đi ngăn cản thiên mệnh. Lấy trí tuệ của Đinh Thược Dược, nàng biết rõ hắn đi chuyến này có ý nghĩa thế nào. Đặc biệt là thiên mệnh. Tuy Dương Diệp rất lợi hại, nhưng nữ nhân trên đám mây kia thật sự quá lợi hại, gần như khiến người ta phải tuyệt vọng. Trong điện,
Dương Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của Đinh Thược Dược. Ta không dám hứa sẽ nhất định trở về, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mình. Đinh Thược Dược cứ nhìn chăm chú vả Dương Diệp, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Dương Diệp khẽ cười nói. Nàng đừng khóc nữa, nàng chính là quân sư của vũ trụ ba chiều chúng ta cơ mà. Đinh Thược Dược hơi cúi đầu, sau một lúc lâu mới khẽ nói. Chờ ta một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sau một lát, Đinh Thược Dược lại xuất hiện ở trong đại điện. Khi thấy Đinh Thược Dược, tất cả mọi người sửng sốt. Giờ phút này, Đinh Thược Dược đã thay một bộ trang phục màu đỏ, bản thân nàng đã tuyệt mỹ, bây giờ mặc trang phục màu đỏ lại càng đẹp hơn. Trong đại điện chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp và tuét miệng cười. Ta chờ ngươi trở lại. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Cửa đại điện, Đinh Thược Dược ngẩng đầu và ngây người nhìn một luồng kiếm quang trên đám mây. Còn gì hơn lúc ngự kiếm trở về dựa bên lan can, ra cửa đón và cười khẽ. Nhìn ta mặc trang phục màu đỏ, không già cùng trời. Vĩnh Hằng Quốc. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc đã biến thành địa bàn của cường giả vũ trụ bốn chiều, mà ở trên không trung của Vĩnh Hằng Quốc lại lơ lửng một màn ánh sáng cực lớn. Trận pháp này bao phủ cả Vĩnh Hằng Quốc. Bởi vì đại chiến trước đó, thật ra Vĩnh Hằng Quốc đã nghìn lở trăm lỗ. Khi đám người Đinh Thược Dược rời đi cũng mang theo tất cả linh mạch. Có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc này đã gần như bị hủy diệt. Ngày này, một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Vĩnh Hằng Quốc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có một kiếm tu cầm trường kiếm trong tay đang đứng. Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia đều biến sắc. Bọn họ đã từng quen biết Dương Diệp, dĩ nhiên biết sự khủng khiếp của Dương Diệp. Có thể nói, nếu như không phải có Dương Diệp, tất cả vũ trụ ba chiều căn bản không phải là đối thủ của vũ trụ bốn chiều. Vũ trụ bốn chiều có thể không cần suy nghĩ liền giết chết trong nháy mắt. Nhưng cũng bởi vì có sự hiện hữu của hắn nên tất cả đã thay đổi. Dương Diệp nhìn lướt qua bên dưới. Hôm nay ta đến đây chỉ đã nghĩ nói một câu, Dương Diệp ta mời các ngươi quay về vũ trụ bốn chiều. Đáp lại hắn là một chùm tia sáng rất lớn. Trận pháp kia lại khởi động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chùm ánh sáng trước mặt kia, chùm tia sáng này mạnh mẽ, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một vị cường giả mệnh cảnh, cho dù là cường giả phá mệnh cảnh cũng khó có thể chống đỡ. Tuy nhiên, lần này, hắn có sự chuẩn bị trước khi đến. Trong không trung, tay phải của Dương Diệp cầm kiếm và chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, toàn thân hắn trực tiếp trở nên mờ ảo. Kiếm vực. Rất nhanh, chùm ánh sáng kia đi tới trước mặt của hắn, mà lúc này kiếm của Dương Diệp chém ra. Một kiếm. Trong ánh mắt của tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều, một kiếm này của Dương Diệp bình tĩnh đâm vào trên chùm ánh sáng kia. Dương Diệp bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp cứng rắn ngừng lại, ngay sau đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lại hóa thành một đường kiếm quang lao về phía chùm ánh sáng kia. Chém! Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở phía chân trời, một luồng kiếm quang trực tiếp chém lên trên chùm ánh sáng kia. Chùm ánh sáng kia chấn động mạnh, ngay sau đó có rất nhiều kiếm khí đột nhiên chém lên trên chùm ánh sáng kia với góc độ khác nhau. Xuy 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 xuy. Từng tiếng cắt không ngừng vang lên. Trong ánh mắt của cường giả vũ trụ bốn chiều, chùm ánh sáng kia trực tiếp bị những kiếm quang cắt thành vô số đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả kia bên dưới đều biến sắc. Lúc này, một con dị thú hung ác đột nhiên phóng lên cao, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý đến nó mà giơ tay lại chém ra một kiếm. Một luồng kiếm quang chớp hiện lao qua. Suy! Con dị thú trực tiếp bị kiếm quang cắt làm hai đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Một kiếm. Bọn biết rất rõ khả năng phòng ngự cơ thể của dị thú hung ác, cường giả mệnh cảnh cùng cấp bậc cũng rất khó phá được phòng ngự của nó. Nhưng Dương Diệp trước mắt này chỉ dùng một kiếm. Một kiếm giết chết trong nháy mắt. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào trên màn ánh sáng này, trước mắt uy hiếp lớn nhất của vũ trụ bốn chiều đối với hắn chính là trận pháp này. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía trận pháp,
trận pháp kia bắt đầu nhanh chóng chấn động, trong đó có từng uy áp cùng khí tức khủng khiếp không ngừng chấn động ra. Tuy nhiên, những áp lực cùng khí tức này không có hiệu quả gì trước Dương Diệp. Hắn nhẹ nhàng chém một kiếm liền phá vỡ. Đúng lúc này, trong trận pháp kia đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng chói lòa còn lớn hơn trước, gần như che phủ cả phía chân trời, lực lượng cường đại này mới vừa ra đã trực tiếp làm cho thiên địa trở nên mờ ảo. Vũ trụ ba chiều không có khả năng chịu được lực lượng này. 1.269.307. Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt không hề thay đổi. Rất nhanh, chùm ánh sáng kia đã đi tới trước mặt của hắn. Gần như trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn trực tiếp vỡ vụn, lực va chạm này quá mạnh trực tiếp làm xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt rất nhỏ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, kiếm ra. Một kiếm này bình thản không có gì lạ, trên mũi kiếm có một luồng kiếm quang chấp hiện. Lấy điểm phá mặt. Ầm. Phía chân trời ầm ầm vang vọng một tiếng nổ lớn, chùm sáng rất lớn kia chấn động mạnh, sau đó trực tiếp nổ tung. Bản thân Dương Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài gần nghìn trượng mới dừng lại. Nhưng hắn tuyệt đối không có vấn đề gì, mà chùm ánh sáng kia lại bị một kiếm của hắn phá đi. Kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp. Mấy lần giao đấu làm cho hắn tìm được một ít khuyết điểm của trận pháp này, hắn tập trung tất cả lực lượng vào một điểm, lấy điểm này phá một mảnh chùm ánh sáng kia. Tuy hắn cũng phải trả giá, nhưng chút trả giá đó không là gì đối với hắn. Bởi vì năng lực khôi phục của bản thân hắn thật sự quá nhanh. Nhìn thấy Dương Diệp dễ dàng phá vỡ chùm ánh sáng kia, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới bắt đầu có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Một kiếm này nhắm thẳng vào trận pháp kia. Mà lúc này, trận pháp kia lại phát động, lần này không phải là một chùm tia sáng, mà là hai chùm tia sáng từ trong màn ánh sáng này bắn ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không lùi mà tiến tới. Tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, bước chân cũng nhanh hơn. Giờ phút này, trên người hắn phát ra khí thế cùng kiếm ý tự nhiên ép cả áp lực cùng khí tức do trận pháp kia phát ra. Khi cách hai chùm tia sáng gần một trượng, Dương Diệp đột nhiên phóng người nhảy lên, trong phút chốc, hắn rút kiếm chợt chém xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng, một bóng người bay ngược ra ngoài. Nhưng hai chùm tia sáng cũng trực tiếp nổ tung ra. Không chỉ có vậy. Dương Diệp vừa bay ra ngoài lại đột nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang đánh vào trên màn ánh sáng rất lớn. Ầm, cả màn ánh sáng và phía chân trời chấn động mạnh, ngay sau đó, trên màn ánh sáng này xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ngăn cản hắn. Bên dưới có người giận dữ gầm thét lên. Có trận pháp này, bọn họ còn có thể kìm chế được Dương Diệp trong chốc lát. Nếu như trận pháp bị Dương Diệp hủy, vậy bọn họ sẽ không có gì có thể kìm chế được hắn nữa. Rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều phóng lên cao. Trước màn ánh sáng, Dương Diệp chém xuống hết kiếm này tới kiếm khác, màn ánh sáng này run rẩy từng đợt, vết nứt càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại và quay đầu, rất nhiều cường giả đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, hắn lập tức biến mất. Cách đó không xa. Suy, đầu của một cường giả vũ trụ bốn chiều trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, một vị đại yêu trực tiếp đụng về phía đỉnh đầu Dương Diệp. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Suy, tia kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu của đại yêu này. Dương Diệp xoay người và giơ tay phải lên, kiếm trong tay hắn trực tiếp bay ra. Cách đó mấy trăm trượng, đầu của một thị vệ vũ trụ bốn chiều mặc giáp màu đen lập tức bay ra ngoài. Một kiếm chém đầu của tên thị vệ kia xong. Hắn đang muốn chém tiếp lại nghe một giọng nói đột nhiên vang lên. Lui ra. Đó là giọng nói của Diêm Quân. Nghe được tiếng này, những cường giả vũ trụ bốn chiều xung quanh đều lui lại. Cùng lúc đó, một thanh trường mâu đột nhiên phá không lao tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Ầm. Thanh trường mâu này trực tiếp rạn nứt ra, mà lúc này, một bóng người đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Ầm, bóng người kia bị ép phải ngừng lại. Bóng người này chính là Diêm Quân. Trên người hắn tản ra từng lực lượng khủng khiếp không ngừng bao phủ về phía Dương Diệp. Tuy nhiên, tất cả đều bị kiếm ý trên người của Dương Diệp ngăn cản. Diêm Quân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, đột nhiên ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen đen xuất hiện, những kiếm ý do Dương Diệp phát ra bắt đầu trở nên mờ ảo.
tử khí, chọc khí, âm khí. Dương Diệp nhíu mày và lùi về phía sau nửa trượng, sau đó hai tay cầm kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Suy, một kiếm này giống như mở ra thiên địa, ba loại khí thể trước mặt hắn này trực tiếp bị ép phải tách ra, cùng lúc đó, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân và chém xuống một kiếm. Diêm Quân nheo mắt lại, đóa hoa sen đen trong lòng bàn tay hắn trực tiếp phóng ra, trong nháy mắt, rất nhiều khí thể màu đen giống như những con rắn độc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chân phải của Dương Diệp đột nhiên giẫm một cái, cầm kiếm lao lên cao và chém xuống. Ầm! Những khí thể màu đen lập tức bị chém tan ra, Diêm Quân còn bị một kiếm này làm chấn động bay đến ngoài mấy nghìn trượng. Diêm Quân vừa dừng lại, một luồng kiếm quang đột nhiên đi tới trước mặt của hắn. Ầm! Ở trong ánh mắt của vô số người, cơ thể của Diêm Quân trực tiếp nổ tung, tuy nhiên linh hồn của hắn lại chui vào sau đại trận cách vạn trượng này. Một kiếm làm cơ thể nổ nát. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn những cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới. Bây giờ ta nói một câu, các ngươi có muốn cút ra khỏi vũ trụ ba chiều hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.